Rồi, xin chào tất cả các bạn. Khi vào chương trình mình nghe bài hát nhé. Dạo này anh Bằng anh hồi xuân ghê vậy trời. Chơi toàn đen không ghê chứ. Em lên cho anh mượn nợ nè. Thôi để anh cho mấy bài hát đó, chính giữa bắt đầu mà. Thì cho anh mở bài hát thì trong lúc anh chở bài hát em ngồi trên đây em ngồi em nghe không được à? Ngồi ở dưới cũng là ngồi, lên đây cũng là ngồi thôi. Thì ok, mình ngồi yên đi để nghe mấy bài hát. Chừng nào view lên là tự giác đi xuống, cần gì ai đá xuống. Hãy ta đi giữa những cờ. Thank you.
Chương trình hôm nay rất là rộng, gọi là chó cứ sủa đoàn người vẫn cứ đi, không? Bọn ba que ở bên kia chúng mày sủa cho thoải mái, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới cả. Đất nước Việt Nam vẫn yên bình, vẫn phát triển. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi có nói.
Làm gì mà lé, là làm mình gì sẽ mà có lé, tên bấm ông bấm tên không kịp à. mình sẽ làm miễn này. Đồng chí Bằng làm gì mà lẹ quá, lại bên bấm không kịp luôn. Rồi xin chào, Hello, hello. xin chào Lợi Minh và xin chào các bạn. Thì hôm nay ấy, cái chương trình của mình thì bây giờ mình đi vào cái chủ đề này, tức là chó vẫn sủa, cứ sủa ấy, toàn người người vẫn cứ đi, có nghĩa là bọn ba que đấy chúng mày cứ sủa thoải mái đúng không, còn đất nước mình vẫn phát triển, vẫn đi lên, người dân hiện nay vẫn Chính xác. sống yên bình đấy. Thì Chính bây giờ xác. này, hôm nay là ngày 20 rồi, chỉ còn gần 10 ngày nữa thôi thì những người dân Việt Nam đang chuẩn bị đón xuân ra sân bay Tân Sơn Nhất. Thì là những đoàn người hải ngoại, Việt kiều hải ngoại về quê ăn Tết rất là vui vẻ đúng không, còn chúng mày bên kia cứ sủa thoải mái. Chính xác. Tình hình Venezuela Chính đấy, xác. hiện nay ví dụ dân chúng người ta biểu tình không ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả đúng không, hai nước hai kiểu chế độ khác nhau đúng không, đảng cộng sản Việt Nam, đảng nhân dân Việt Nam có cuộc sống yên yên bình như ngày hôm nay. Thì nói chung là mình phải ủng hộ chế độ hiện nay do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Rồi xin mời mình. Trước hết xin chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong những đàn. Nói chung thì mấy hôm nay thì Lê Minh bị Facebook nó đóng, tìm đủ mọi cách để đặng mà lấy lại cái nick, chỉ lấy lại cái tài khoản, chỉ mới lấy được có một tài khoản thôi, còn mấy tài khoản kia, mỗi tài khoản nào là nó bật, nó tắt tài khoản đó, cho nên cuối cùng mình phải lấy tên tay. Mình phải lấy cái tên tay nó mới cho mình, mới cho mình mở lại. Công nhận mấy đứa khác, công nhận nó mở tài khoản nhiều hay chứ, lại mình mở đủ bao nhiêu tài khoản ra là nó cứ nó nói có liên hệ với lại mình, có liên hệ với lại cái tài khoản của Lợi Văn Nguyễn, là nó cứ khóa và bắt buộc phải lấy cái tên tay mình mới vào lại được. Thì lần nữa xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì tình hình đất nước Việt Nam mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải nói rất là tuyệt vời. Chúng ta không nên dao động về vấn đề mà tin tức hiện nay trên các đồng mạng, tin tức nó rất là ảo, anh chị em các bạn hết sức là cẩn thận. Ở bên Venezuela cũng vậy, nó là một cái đường lối và một chính trị nó hoàn toàn khác nhau. Tôi nói anh chị các bạn, tôi về lại mấy hôm mới về lại, cũng nói chung thì cũng mệt mỏi nhưng mà cũng theo dõi cái tình hình chiến sự, thì Venezuela nó là một cái chiến trường hoàn toàn khác hẳn với Việt Nam mình. Mấy cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp, chúng ta cần phải cẩn thận với những cái âm mưu của tụi nó sẽ dùng những cái chiến thuật của bên New là để đặng mà nó mị dân, nó đi xe, nó sẽ xúi giục những người nhẹ dạ cả tin. Cho nên chúng ta là những người yêu nước chân chính, chúng ta đang có cơ hội ở trên cái cộng đồng mạng này, chúng ta cần phải vạch mặt cái lũ khốn nạn bao que xỏ lá ô hợp và cái đám chống cộng cực ngu, chúng ta phải vạch mặt tụi đó. Đó, nó hoàn toàn khác nhau hết anh chị các bạn. Đất nước mình rất là bình yên, các bạn thấy không, sự phát triển của đất nước gần đây. Tim Cook ông ta đã ký, ông ta đã bắt tay với lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để chuẩn bị cho những cái hợp tác mới, những bước tiến mới. Apple sẽ xuất hiện trên đất nước Việt Nam, rất là tuyệt vời. Thị trường Apple Việt Nam hiện nay cũng khá tốt, cho nên những cái cơ sở phát triển, những cái quyền lợi của bọn tư bản nó không dạy gì mà nó để cho Việt Nam trở thành một cái nơi mà nó mất đi cái quyền lợi của nó. Thằng tư bản nó rất là cáo già, cho nên mình cũng phải chụp lấy những cái cơ hội. Ê, cái tụi bay muốn làm ăn với tao thì quyền lợi quốc gia trên quốc gia lẫn nhau thôi, chẳng có gì cả. Đất nước mình hiện nay rất là thanh bình. Với những ngày mà tôi về trên quê hương, tôi thấy sự phát triển của đất nước rất là tuyệt vời. Những cái người mà người Việt ở hải ngoại cũng vậy, người ta bây giờ đang ầm ầm ào kéo nhau về, nó không có cái gì gọi phải là phải phải giống như Venezuela cả. Venezuela hiện nay anh chị các bạn, chúng ta phải nhìn về những cái đường lối chính trị của những người đi trước và những cái vấn nạn của một cái đất nước mà họ sống, họ chỉ nhờ vào dầu hỏa thôi. Mà đất nước của mình hiện nay mình có một cái nền công nghiệp, bên cạnh đó mình có một cái nền nông nghiệp và công nghiệp hiện Nước nay mình mình đang hiện đại hóa, phát rất là vững vàng, triển rất là đồng bộ. Thì tôi nói với tất cả các bạn là rất là đồng bộ, 19 rất là đồng bộ. ngày hôm qua thì là Tại ở thành phố Hồ Chí Minh có như cũng gặp gỡ, có một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo thành phố, ví dụ như ông Nguyễn Thành Phong chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, hoặc ông Nguyễn Thị Thiện Nhân là bí thư thành ủy thành phố, đã gặp gỡ 800 Việt kiều yêu nước khi người ta về thăm đất đúng. nước, tức là đã gặp gỡ những Việt kiều yêu nước ở cái hội trường Thống Nhất. Thì bí thư thành ủy Nguyễn Thượng Nhân đã nói là tức là năm 2018 thì có 4.000
ở 420.000 Việt kiều về coi như là thăm đất nước Việt Nam, đúng không? Còn cái ngoại hối của Hồ Chí Minh, riêng thành phố Hồ Chí Minh nhận được là 5 tỷ đô la, mà trong khi đó cả nước ấy thì là 70% số ngoại hối đó là để dùng để coi như là phát triển sản xuất. Đấy, người ta đưa vào sản xuất. Và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nói là, tức là hiện nay ấy, tức là cái vai trò của những bà con Việt kiều sống xa quê hương đất nước thì là có một vai trò rất là lớn trong cái sự phát triển của đất nước Việt Nam, đúng. Thì cái này là rất đúng với lại cái nghị quyết coi như là 36 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, tức là coi những cái đồng bào hải ngoại là coi như bộ phận không thể tách rời của đất nước Việt Nam, đúng không? Chỉ có cái bọn mà bao que, bọn ô hợp ở bên kia thì chúng nó mới không nhìn nhận được cái một số cái vấn đề của đất nước, mà chúng nó suốt ngày chúng nó hận thù Đảng Cộng sản Việt Nam, hận thù chế độ này, thì chúng nó nói xấu về đất nước thôi. Còn mọi người Việt ở hải ngoại, ví dụ như Lợi Minh và rất nhiều anh chị em khác muốn đứng lên chống lại bọn họ. Rồi, xin mời Lợi Minh. Cảm ơn anh Bằng, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Đúng vậy, anh em chúng ta tiếp tục đấu tranh và vạch mặt các những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp trong và ngoài nước, để vạch mặt tụi nó dùng những cái luận điệu xảo ngôn, tụi nó sử dụng những cái chính sách mị dân, như những cái bất ổn của cái cộng đồng quốc tế, và nó sử dụng những cái sự hỗn loạn đó để đặng mà nó kích động người dân trong nước. Và tôi tin rằng hiện nay người dân trong nước đang sống rất là tốt, họ có một cuộc sống rất là bình yên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và trên mặt trận không gian mạng này, anh em chúng ta phải đồng một lòng với nhau, phải đập tan cái lũ khốn nạn này, không để cho chúng nó ngóc đầu lên. Các bạn thấy, về tôi nói về những ngay cả hiện nay ở bên Mỹ, tình hình đời sống nó cũng rất là khó khăn trong vấn đề đóng cửa hiện nay. Bà con kiều bào hiện nay, tôi nói chị các bạn biết, người ta đang ầm ầm ào ào lũ lượt và kéo nhau về với quê hương, bởi vì đất nước với sự lãnh đạo của Đảng hiện nay phải nói là rất là vững vàng, vô cùng vững vàng. Tôi về tôi phải nói là sự ngạc nhiên, chỉ có mấy tháng tôi quay trở về thôi, tôi phải nói là ngạc nhiên kinh khủng, ngạc nhiên đến nỗi mà tôi chỉ ngồi đó mà nhìn xem trong những cái sự cảm xúc, thấy người người nhà nhà mọi người ai cũng lo phấn đấu làm ăn để vươn lên, nhất là những ngày xuân sắp tới này, cái cuộc sống nó rất là sôi động, và người ta Vâng, đang xin mời. mọi người mọi nhà đang chuẩn bị một mùa xuân mới. Và bà con kiều bào anh em các bạn bấy, người ta không có nguyên giải gì mà tự nhiên kéo về một cái đất nước Việt Nam mà cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp bao que xỏ lá nó tiên truyền mất dạy ở trên cái cộng đồng mạng này. Họ không giải gì, họ bỏ tiền của hàng chục ngàn đô, hàng trăm nghìn đô la để đặng mà đi về Việt Nam để làm cái này làm cái kia, họ không giải gì như vậy đâu. Bởi vì tôi tin rằng họ nhìn thấy được cái niềm tin chiến lược của Đảng Cộng sản, cái chính sách đối ngoại và đối ngoại hiện nay rất là tuyệt vời, luôn luôn tạo niềm tin cho bà con kiều bào, những người đang hướng về với Tổ quốc để cùng chung xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng hơn. Các bạn thấy kiều hối ngày một tăng vọt, tăng một cách tôi nói thể nói là không thể tưởng tượng rồi. Vì sao? Không ai, tôi nói Tôi với năm các nay coi người như ngày xưa cả người ta đã bỏ quên. mình cái kiều kiều hối mình đạt được 15,9 tỷ US, thì năm 2017 thì đạt được 13,8, tức là mình đạt được coi như là tăng lên cỡ khoảng là hơn 3 tỷ. Tăng không mà chứ không có xuống lại, chứ nói đến nói tôi nói chỉ các bạn, hiện nay Việt Nam đã có những cái hãng hàng không quốc tế và hàng không quốc nội về của dân dụng đó. Các bạn biết những chiếc máy bay, những hãng hàng không này, tại vì cái nhu cầu đời sống của người dân trong nước và ngoài nước ngày một 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 rất là lớn. Các bạn hiện nay có hãng hàng không máy bay dân dụng của Bamboo, họ cũng đã phát triển, họ bay, họ nối cái đường bay ra 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 nhiều nơi. Hôm bữa hôm tôi đi ngang Nhật cũng vậy, tôi không ngờ những chiếc máy bay của Việt Nam của mình, mà ngoài Việt Nam Airlines, Jetstar và Vietjet có mặt ở trên cái cảng hàng không quốc tế của Nhật khắp mọi nơi. Tôi thấy rất là đáng mừng, mình đang nối cái cánh tay dài của mình khắp ra khắp mọi nơi trên thế giới, rất là tuyệt Bây vời. giờ này Tôi phải nói là có tuyệt một vời. cái mà một vài ngày hôm nay ấy, cái bọn mà chống cộng cực đoan đấy, thì tình hình Malaysia thì nó có một cái bất ổn đấy, thì bây giờ thì chúng nó bảo là tình hình Malaysia như thế thì người dân Việt Nam như này khác, thì bây giờ mình với lại mình
có am hiểu về cái tình hình Venezuela bây giờ không, thì mình phân tích về cái tình Venezuela. Bên nước là Bây gì? giờ Anh tôi nói bên thấy nước là tình là hình Nam Mỹ Venezuela phải không? hiện nay cái chế độ chính trị của người ta nó cũng khác Việt Nam đúng không? Nó đâu có giống Việt Nam đâu, đúng Khác không? hoàn toàn, khác hoàn toàn, khác hoàn toàn. Tôi Đó. am hiểu vấn đề này, Bây tôi giờ có theo dõi cái mấy tình ngày hôm hình nay theo mình tôi hiểu là tình về hình ví dụ Venezuela chẳng hạn, đó là cũng tam quyền phân lập đúng không? Quân đội riêng đúng đúng không? Cũng có 16 đảng, đa đảng đấy. Đúng không? Nhưng mà người ta chỉ đúng nó cũng có tam quyền phân lập đúng không? đúng Người ta giống Việt Nam, tức là cái ông mà tổng thống Maduro ấy, tức là ông đi theo cái con đường xã hội chủ nghĩa. Đấy, chỉ đúng rồi bắt đó là buộc cái quyền của ổng đấy thôi, là ổng quyền của chọn ông ấy. nhé, Còn ổng đất nước chọn ấy nó hoàn toàn ông là cái thể chế sao chính trị nọ kia thì khác, bây giờ lợi bên nó hoàn toàn khác nhau với Việt Nam. Nhưng nói về Venezuela là tôi nói về Venezuela là bên cái khối Nam Mỹ đó là cái thật đó bắt lúc đầu từ thời cái ông cha Hugo, tại vì ông này ông có cái đường hướng ông quá ỷ lại đi, lúc đó cái mỏ dầu nó quá lớn ông và ông được cái lợi thế ông mỏ dầu ông ỷ lại, ông nghĩ là dầu hỏa nó sẽ ổn định tới một lúc nào nó ông, nhưng mà không ngờ dầu hỏa nó bị suy sụp cho nên ông tính bài toán sai thôi, chứ lúc đầu thì ông đi rất là tốt. Người dân Venezuela là hồi lúc cái thời cai trị của ông đó, người dân Venezuela là được dầu hỏa gần như là họ xài không tốn tiền và được, họ được hưởng rất là nhiều quyền lợi, nhưng mà bởi vì kinh tế nó khủng hoảng xong cái rồi giá dầu cái thế giới dầu hỏa là đúng nha không? Không nó phát triển rồi cách đồng bộ, không, đất nước phụ thuộc quá ông nhiều vào ra dầu mỏ, ông thì thành công là đó khi mà anh đời thành bằng sống thế của đó người dân ấy, thì người ta gặp rất nhiều khó khăn đúng không? Thế ví dụ là không đúng có một rồi nguyên do không có chiến tranh đúng không, đất nước dầu mỏ nhiều, như ví dụ như nhân dân Việt Nam, ví dụ cái thời gian, ví dụ cái giá cả hàng hóa nó tăng lên vù vù đấy, thì đời sống nhân dân khó khăn. Nhưng mà những người dân Việt Nam biết là đất nước vừa trải qua một cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đấy, và trải qua một cái cuộc chiến ở với Campuchia với lại ở biên giới phía Bắc, thì đất nước khó khăn đó là chuyện đương nhiên đúng không? Nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Đảng và cái đường lối rất là đúng đắn, thì các bạn thấy không, đất nước coi như hiện từ cái hồi đấy đến bây giờ phát triển một cách bền vững và rất là nhanh chóng đó. Cho nên là cái tình hình chính xác Venezuela nó khác hẳn với Việt Nam, cho nên bọn chống cộng cực đoan ở hoàn bên kia toàn nó cứ bảo là coi như là tình hình Venezuela đấy, những người kia đòi dân chủ đi thế này đấy, cái chuyện đấy nó không phải no, cái này nó không phải là dân chủ mà nó tranh giành quyền lực, nó tranh giành quyền lực chứ không phải là dân chủ con khỉ gì cả. Hỏi anh chứ từ một cái đất nước nó có tam quyền phân lập nó bầu cử, nhưng mà tại vì ông cha với Hugo ông lúc đó ông thắng cử, lúc đó ông còn dầu hỏa, ông người dân ủng hộ ông rất là nồng nhiệt, nhưng mà sau khi ông chết và cái dầu hỏa và nó bị tê liệt như vậy thì những cái người lãnh đạo sau này họ phải chấp nhận những cái hậu quả kéo theo, bây giờ họ tìm cách để đặng sửa sai để đặng mà họ làm sao cho nó phục hồi lại cái nền kinh tế của đất nước thôi. Trong cái lúc khủng hoảng này thì những cái thành phần thế lực bên ngoài nó bị giật dây, tôi nói cái Venezuela hiện nay á, nó đang đang chuẩn bị đi vào giống như Ukraine vậy. Nó có một cái chiều hướng giống như Ukraine, khi mà đất nước có những cái khó khăn vậy thì những cái thế lực bên ngoài nó sử dụng cái chính sách của những ngu dân đó, những người mà họ kém hiểu biết, tại bây giờ đất nước đang khó khăn nhiều quá, sự nghèo khổ quá cực độ đi, thì nó bị tụi tư bản và những cái thành phần mà thế lực thù địch bên ngoài, những cái thế lực tư bản nó nhảy vô nó cấu xé hiện nay đó. Ông tôi nói là thằng Mỹ mà nó nhảy vô trong cái Venezuela là vô cùng sai lầm. Tôi nói tôi coi cái thời sự bên Mỹ hiện nay là nó sẽ rất là nhiều, nó sẽ làm tạo nhiều gánh nặng cho người dân Mỹ càng nhiều hơn, càng đúng khó hơn rồi, quân Trần trong nói chất hiện là nay. tổng Mà trong khi đó đảng hiện nay Nga Guaido chủ tịch quốc nhiều hội cũng nhiều quốc gia cũng một đảng đối lập, bây giờ coi như tự hiện xưng nay lên làm tổng Nga thống đúng không? Một đất tự nước xưng coi như là người ta đó, có tự xưng lên đầu tổng thống, tổng thống có được dân bầu lên, một tổng thống mà coi như đó là nó được dân nó bầu có lên một cái ông coi ở đảng đối lập tự xưng lên tổng thống. Tổng thống như tổng thống đấy là gì, chứ phụ thuộc vào Mỹ này, rồi là từ bắt đầu Mỹ nó công nhận một đấy. cái là mấy nước Anh Pháp và một số nước mà ở Nam Mỹ đấy, tức là cũng theo chân Mỹ thôi đúng không? Chứ còn một đất nước Thì tụi nó ăn đúng theo không, một đất nước có độc lập tự chủ tự quyền thì cái vận mệnh của đất nước đó phải do những người dân đúng không, người ta làm chủ chứ không phải là do một cái thế lực ngoại bang nào đâu đúng không? mà trong trong khi đó hiện nay thì quân đội đang ủng hộ ông tổng thống, mà hiện nay Nga Nga và những cái đồng nước bên một số rất cũng rất nhiều nước ủng hộ cái ông tổng thống đang nhiệm kỳ đang đang lãnh đạo hiện nay rất là nhiều, ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Mỹ cũng phản đối một cách rất là mạnh liệt. Tôi thấy rất là hay.
thì đây là một cái cuộc chơi thôi để xem cái tình hình như thế nào, mà hoàn toàn Có cái hình như là tổng thống đương nó nhiệm ở xảy đây ra nó mà rất ông ấy conflict. cũng rất là hay cái là ông bảo là ông sẵn sàng đối thoại với lại cái tổng thống Guaido, tức là tổng thống tự xưng, đúng không? Là Ông ông có đó cái không đất thể nào gọi là đúng tổng thống không? được, ông tự Đúng xưng không? Một đất nước ông nó tự phải yên bình xưng. đi. Đấy, một đất nước phải yên bình, không phụ thuộc vào tức là cái một cái thế lực ở bên ngoài. Cho nên là tôi nói với tất cả anh các chị các bạn là bây giờ ví dụ Ukraine đấy theo EU, theo những nước tư bản này, theo Mỹ để nó coi như là đâm thọc vào để đất nước nó xáo trộn đi, đúng không? Chile đấy. Đấy. Đấy, một số nước, cho nên là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia chúng nó cứ thấy là à một đất nước nào là nó xáo trộn đi là nó sung sướng lắm. Cái bọn này mẹ đúng là chúng nó là một những đứa mà kiểu nó nghĩ là nó ác độc và nó kiểu nó không lão. Mình là những người dân Việt Nam mình cũng mong muốn thế giới để yên bình, nhất là người dân Venezuela. Ví dụ là à, đất nước bất ổn thì phải ngồi lại với nhau tìm ra một cái giải pháp nào đó để cho đất nước đúng không phát triển. Vì Venezuela người ta nó có thuận lợi hơn Việt Nam, tức là cái nguồn tài nguyên về dầu mỏ người ta rất là nhiều đấy, thành công nó có lợi hơn Việt Nam rất là nhiều đúng không? Tài nguyên Việt Nam ví dụ dầu mỏ đâu có nhiều, hoặc là tất cả các khoáng sản cũng không có nhiều lắm đúng không? Mình phải tự lực tự cường tự chủ và mình đi theo về một cái chính sách rất là hợp lý của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ. Tôi thấy Việt Nam hiện nay nói chung là không có các một thế lực nào mà đánh gãy nổi. Tụi nó hiện nay thì anh em chúng ta cần phải đoàn kết nhau để Đúng rồi, lăng đúng vạch rồi. những cái âm mưu bất dạy của cái lũ mà bao que xỏ lá chống cộng cực ngu và cái đám dân chủ cùi đồ mất dạy rồi. Tôi nói mấy cái đám Việt này cần Nam phải bây lên giờ án tụi PT nó. cao luận này, bây giờ Việt Nam đang đi xuống, đúng không? Đang đi xuống thì như thế nào? Bạn có lời khả năng là bạn lên đây bạn chứng minh cho tôi, đúng không? Tôi Việt sẽ Nam gặp không mặt. thể nào đi xuống được, tôi nói hiện nay Mỹ đi xuống thì đúng hơn. Tôi nói mấy ngày hôm nay tôi mới vừa về, tôi nói đó là 800.000 dân người làm việc cho chính quyền liên bang là đang khốn đốn rồi. Đời sống của người dân Mỹ hiện nay vô cùng cực kỳ khốn đốn. Tôi nói với bằng một cái tôi giãi trời cho kinh tế Mỹ nó sụp cái toàn diện cho chết mẹ mấy cái thằng mà chống cộng cực ngu luôn. Tôi này tôi nói chi Này tiết vấn hiện đề nay này mà nhá, kinh tế Mỹ nó tôi sụp mới đọc được một một cách thông tin toàn nhá, diện hiện nay gì, xuất khẩu lao động của tôi Mỹ nhá đi tôi sang nước sẽ khác đãi nhá thuộc dạng cao nhất thế giới bây giờ. đúng Lao động của Mỹ. đúng tôi nói anh bạn biết, tôi nói nếu mà kinh tế Mỹ kỳ này nó sụp toàn diện gì tôi sẽ đãi anh em một con bò. Tôi nói thật đó, tôi sẽ đãi một con bò bự bự, tôi sẽ về tôi đãi một con bò bự là bự. Tôi nói thiệt á, cho để dạy cho Bây cái giờ đám cứ chống nói cộng là cực ngu kỳ bây giờ này ký một cái bài công luận học. nhá. Bây giờ thế này, mình là cũng là người Việt Nam cả đúng không? Bây giờ bạn chưa hiểu đất nước Việt Nam, bạn lên đây tôi cho bạn tranh luận. Tranh luận rồi bạn bảo đất nước Việt Nam đi xuống như nào, đúng không? Đi xuất khẩu lao Nam đi động xuống ở đâu à, các mày nơi trên cần thế giới. Bây giờ tôi nói bạn là ở bên Mỹ hiện nay nhá, xuất khẩu lao động ở Mỹ hiện nay lớn nhất thế giới. Bạn vào đúng bạn kiểm bởi tra vậy đúng quốc tế bạn đọc đúng đấy. đúng Bạn đừng xuất nói khẩu tôi lao nhá, động của nói Mỹ. sao. Còn Mỹ nó đi khắp thế giới để đặng mà nó mới sống còn chứ, nếu mà nó không đi khắp thế giới làm sao nó sống Đây còn. này, bây Mà giờ hiện Mỹ bắt nay đầu tôi mới nói nhử ra đây. Tình hình Venezuela bây giờ đang có nhiều hỗn loạn, Mỹ bảo là tôi sẽ đưa cho bên kia có 20 triệu đô la cái dầu ấy mà Mỹ thế này mua của cái chính phủ ấy, bảo cho tôi bây giờ cái tiền này, mua dầu ấy thì các công ty Mỹ trả lại, tức là trả cái ông mà tổng thống tự xưng ấy, đúng không? Làm gì có chuyện tổng thống tự xưng, tổng thống phải được dân bầu thì mới là hợp pháp. đúng cái đó hiện nay nói chung là nhiều nhiều ngay cả tôi thấy là tình hình trong nước Mỹ người Mỹ họ cũng không có muốn chính quyền Mỹ nhúng tay vào vấn đề Venezuela đâu. Nếu mà cuộc khủng hoảng về Venezuela nổi lên thì nước Mỹ sẽ gặp còn nhiều khó khăn nữa, những cái cuộc mà dân Nam Mỹ nó sẽ tràn xuống, nó sẽ tràn xuống cái bờ khúc này, nó sẽ làm loạn nước Mỹ. Tôi nói cho anh bằng biết cái cuộc khủng hoảng này nếu mà xảy ra tôi bảo đảm hiện hàng Mỹ Bây nó giờ không dám nhúng này tay vào. các bạn ở bên Mỹ, ví dụ như kể cả lợi mình qua hai quốc tịch thì mình nói, bây giờ các bạn ở bên Mỹ có quốc tịch Mỹ, các bạn hãy lao động đi, đóng thuế nhiều với Mỹ vào để cho nước Mỹ giàu mạnh lên, đúng không? Chứ bây giờ chính phủ Mỹ này đóng cửa này, một số bộ phận này đến bây giờ chưa mở cửa này. Đấy, đóng cửa tới nay chưa mở cửa là Đấy. chết cha chết mẹ mấy tôi nói luôn rồi kìa. Bây giờ nó đang có sự tác động trở qua đến đời sống những người dân rồi, tại 800.000 người mà hiện nay không có đi làm ra công ăn việc làm là đời sống của họ bị bấp bênh Vừa rồi có về như vấn Phước đề Lộc trả bill trả nợ Thọ cháy trả đấy, một này số nọ. cái người dân cũng là người Việt kiều ấy, người ta bị thiệt hại ở Phước Lộc Thọ đấy, mọi người quyên góp tiền vào ủng hộ người ta đó. Cho nên là mẹ toàn có người được Cho đây chết nó Việt mẹ. Nam này nói toàn nói xạo nói bậy, bảo là Việt Nam này không phát triển Trái cho nền chết kinh tế cha cái thị lũ trường. đó đi. Mẹ Việt Nam này năm nay này thấy chưa,
Đây, tốc độ phát triển 7,08% GDP này cao nhất thế giới. Đó là năm 2018. Năm 2019 này sẽ còn phát triển mạnh phát hơn triển mạnh hơn nữa. Chứ với cái tình hình hiện nay, tôi về tôi thấy cái tình hình phát triển năm 2019 còn có những cái dấu hiệu tốt hơn nữa. Đấy, hiện nay thằng thằng Mỹ với thằng Trung nó đánh nhau và những cái cuộc khủng hoảng ở mọi trong nước Mỹ nó đang xảy ra khắp mọi nơi, cái cuộc khủng hoảng của nó, đời sống của người dân hiện nay đang bóp bụng mà để đặng mà lo sống. Cái trước sau nó mấy cái đám chống cộng cực ngu này cũng chết cha tụi nó hết à. Nó ở đó mà nó xúi dục mấy cái chuyện mà Venezuela nó là một cái thể chế và một cái đường lối chính trị và cái văn hóa và cái mô hình nó hoàn toàn khác với Việt Nam. Hiện nay Việt Nam là một đất nước mà gọi là bình yên nhất, tới nỗi mà tổng thống Trump ông Trump mà ông còn chọn Việt Nam để làm một cái điểm để đến để đang họp họp thượng đỉnh với lại hội Bắc nghị Triều thượng Tiên đỉnh Mỹ anh bằng đấy không họp hả họp đấy. Bây giờ Triều Tiên ông chọn Việt Nam tại sao Triều Tiên nếu mà giả sử bỏ cái chương trình vũ khí hạt nhân mà thảo luận với lại Mỹ với lại Trung Quốc các thứ là ok yeah, thì Bắc Triều Tiên sẽ đi theo con đường phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam đúng không? Các cuộc biểu tình của Pháp mấy tháng trời nay những người biểu tình mang cờ Việt Nam đấy. Tức là bảo chính phủ tức là đấy. Hãy học theo cái đường lối của chính phủ Việt Nam đấy. Thì đấy, bây giờ bọn anh ba bạn que thấy này những coi cái như là ai mà mày biết bọn ba que là bọn nào cứ thỉnh thoảng chủ nhật thứ bảy rồi, phất cơ toàn phất cơ mấy cái cờ ba sọc ở bên Phúc Lộc Lộc Thọ toàn lũ khốn cách áo ôm con nhà dạy chợ chúng ra cái hồn vậy. Bữa nay lên chửi nó đã quá. mấy hôm nay không vô Facebook được, chỉ ngồi ngó không à, vô cái Lợi Minh á chỉ ngồi ngó không nói gì được, không có thắc gì được, đã bị mổ 30 ngày mới mở được. Thành ra mấy cái thằng chúng cộng cực mẹ nó mấy cái lũ đâu. Chúng cộng cực đơn cực ngu nó đi. Bảo Việt Nam các bạn kinh tế đi xuống, bây giờ chúng mày lên mà chúng mày chứng minh đi bằng con số đi. Nó bảo Việt Nam hiện nay coi như là nghèo hơn Campuchia, chứng minh bằng con số đi. Nhưng có biết gì về kinh tế đâu, chứ nghèo cái má cha nó sao bà nó cha toàn cái lũ toàn coi như là lo bỏ chạy chính mẹ coi như đất nước Việt Nam ở à, đây coi như đang làm mình chết bà cố luôn mẹ. Rồi đi mấy thằng cờ mấy nhà mấy tụi nó mấy thằng này mấy cái thằng chống cộng cực ngu này lúc nào nó cũng nhìn cái sự biến cố của cộng đồng quốc tế để nói ô Việt Nam sẽ đi vào đó, ngu giả hoang không biết nó chui ở đâu rồi nó chui lên nữa. Mỗi lần mà nó thấy những cái biến cố biến động gì là nó cứ là nghĩ là Việt Nam sẽ giống như vậy. Dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Việt Nam nó nói rất là dội chính sách đối nội và đối ngoại cực kỳ hay, cực kỳ phải nói là tuyệt vời, luôn luôn tạo niềm tin chiến lược cho tạo niềm tin cho người dân trong và ngoài nước. Các bạn thấy ra ngoài thị trường đặt bít, bữa tôi đi tôi ra thị trường cũng vậy, mà ơi nó đặt tới phi rồi mà sao nó đóng bít người luôn, tôi nói rất đầu thì mà mấy hôm trước ấy, tức là chúng thế là nhân cái cuộc họp có điều trần về nhân quyền của Việt Nam coi hàng năm nên chúng nó cũng đến Geneva trụ sĩ chúng nó cầm mấy cái cờ có 20 10 năm 20 đứa phất phơ ngoài đấy, nhưng mà tất cả thấy trong cái cuộc ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc ở đấy mẹ mọi người theo các nước người ta phát biểu về nhân quyền ở Việt Nam như thế nào đúng không? Vậy chúng nó phải biết được cái mấy đám Việt Nam coi như là đã được bầu vào ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu cao nhất đấy, chúng mày mở mồm ra đi. Thằng Mỹ của chúng mày mà còn phải rút khỏi nhân quyền để bỏ chạy, mà trong khi đó Việt Nam vẫn ở trong nhân quyền đó, vẫn sẵn sàng hội luận với lại nhân quyền để đặng chứng tỏ cho cộng đồng thế giới biết rằng Việt Nam là một đất nước có gì tự có nhân quyền, có tự do ngôn luận và tự do tôn giáo mọi đường lối hết. Trong khi đó thằng Mỹ của tụi bay rút chạy mất dép, rút ra khỏi ủy ban nhân quyền không dám quay mặt lại luôn, đám ô hợp chống không ra cái ô gì hết. Hồi đi rất vui gặp anh Bằng, anh Bằng nói chứ cái tình hình ở Venezuela thì nó không có chủ nhật tuần này. Tôi nói với anh Lợi Minh và tất cả bạn, chủ nhật tuần này tại Hà Nội, tức là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp gỡ 1.000 những kiều bào yêu nước về quê ăn Tết. Tuyệt vời. Thì đấy là lần đầu tiên coi như Tổng Bí thư Chủ tịch nước gặp gỡ các kiều bào. Nhưng những kiều bào Việt Nam về quê ăn Tết và hiện nay có rất nhiều cái kiều bào hiện về Việt Nam coi như làm việc luôn. Đấy. Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 400 nhá kiều bào hiện nay về nước làm việc cho cho thành phố Hồ Chí Minh. Người ta ở những cái công việc ví dụ giảng dạy chẳng hạn. Đấy, nhưng mình trừ những người Việt kiều đầu tư nhá,
đầu tư vào cả nước này hiện nay có hơn 3.000 đấy, các doanh nghiệp kiểu Tuyệt vời. đầu tư vào đây. Việt Nam sẽ phát triển tuyệt vời trong những năm, tôi nói năm 2019 này, Việt Nam. Cái mic, cái mic có vấn đề. Rồi 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 rồi, ta để cái gần quên để gần lý. Rồi, ok, Dương Bằng. Nói chung thì tình hình Việt Nam kinh tế phát triển năm 2019 theo lời mình thấy nó còn những chiều hướng rất là hay anh Bằng, rất là hay, nó phát triển mạnh hơn rồi. Còn những vấn đề mà biến động của cộng đồng thế giới hiện nay, đó là cái chuyện bình thường khủng hoảng của quốc gia họ thôi, vì do vấn đề mà họ không có làm chủ được cái kinh tế, nó họ bị phụ thuộc vào quá nhiều vào, như là tôi nói về nhu là họ bị quá phụ thuộc vào, họ đem cái dầu hỏa họ làm cái tổng sản lượng chính cho quốc gia, họ lấy cái đó là cái nguồn chính thôi, mà khi dầu hỏa nó bị khủng hoảng thì họ lăn đùng theo thôi. Mà trong khi đó Việt Nam của mình sống về nông nghiệp và công nghiệp mình cũng mới bắt đầu đây thôi, và nông nghiệp mình đang phát triển mạnh, mình là một nước nước thực sự mà nói hiện nay là mình là nông nghiệp là chính nữa, thành ra cái làm bên nông nghiệp á, mình không có giàu bằng ai, mà mình cũng không có đến nỗi mình nghèo, mà khi mình phát triển được đó mình cứ sống, mấy thằng kia lăn đùng qua chết mình cũng trồng trọt làm nông nghiệp, mình sống tổng sản lượng nông nghiệp của mình tới nỗi mà cung ứng cho cả nước còn dư thừa luôn, mà anh Bằng thấy không, dư thừa mình còn phải như nhập thừa khẩu xuất cứ nói. khẩu thứ hai thế giới về giá gạo, nói chung là về cái nông nghiệp ấy, mình có nhiều hiện đại hóa thì mình nâng, thứ nhất là nâng cao năng suất này, với là hai là mình trồng những loại lúa mà nó có cái chất lượng xuất khẩu tốt hơn, những gạo Thì to làm nó sao nhiều mình lên cũng quản giống như về nuôi là nó nữa nâng cao lên anh cái Bằng giá thấy trị không, xuất khẩu lên. làm sao mình cũng làm sao mình khủng hoảng giống như mấy thằng Ukraine, tụi nó sống nó toàn là nó đứt đứt chút xíu mà nó sống, nó toàn là cứ ngồi nó nhờ vào những cái viện trợ rồi nhờ vào thằng Mỹ hay thằng phương Tây, mà trong khi đó mình phát triển nông nghiệp mà bây giờ mình lại nhảy qua công nghiệp, mình đã bắt đầu mình sản xuất được những cái cơ khí cơ giới hạng nặng rồi, mình đã sẵn, khi ngay Tôi cả vấn nói đề với vũ khí Lợi hiện Minh nay và mình tất cũng cả đã tự phát triển được rồi, tôi nói với Lợi Minh và tất hay cả các nữa bạn này, cái tức là cái kinh tế của một đất nước nó gần như kinh tế cũng như một gia đình thôi, đúng không? Tức là mình phải đó, tự lo chính trước cho xác mình, chứ còn bây giờ chính lại xác mình cứ đóng cửa ra để mình lo cho Mỹ để cho Pháp về các nước đến, đúng không? Bây giờ cái quan hệ quốc tế, quan hệ làm ăn phải đôi bên này có lợi, mình quan hệ với Mỹ thế thôi, đúng không? Mình có lợi, Mỹ người ta có lợi thì mới ok, chứ còn bây giờ ví dụ mình hoàn toàn mình phụ thuộc vào Mỹ chẳng hạn, hay hoàn toàn mình phụ thuộc vào Trung Quốc chẳng hạn, thì cái nền kinh tế đã phụ thuộc vào kinh tế là ông phải phụ thuộc vào chính trị, đúng không? Việt Nam hiện nay quan hệ với tất cả các nước vì cái lợi ích của đất nước, vì lợi ích của nhân dân. nói chung tôi thấy Việt Nam tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời, mình sống trên đôi chân của mình, anh thấy anh Bằng thấy từ khi mà mình xây dựng đất nước từ đống gạch đổ rác rồi mình đứng lên trên đất đôi chân của mình, anh Bằng thấy mình vừa phải cứu nước bạn nữa, mà mình mới phát triển mới có hơn 20 năm nay thôi mình đã được như thế này rồi, mình có gì phải sợ chứ, không phải như vậy mà mình ỷ lại anh Bằng thấy không, nhưng mà mình vẫn tiếp tục phát triển đổi mới để đặng mà xây dựng đất nước ngày một hình phú cường và thịnh vượng hơn. Chính vì lẽ đó cộng đồng quốc tế, ngay cả người kiều bào năm xưa họ bỏ quê hương ra đi vì họ nghĩ rằng đất nước mình quá nghèo khổ, họ đi tìm cái vùng đất mà tốt hơn cho họ, nhưng bây giờ cái những cái vùng đất tốt hơn cho họ nó không còn là những cái màu mỡ nữa, thì họ quay trở về với quê hương với đất mẹ, anh Bằng thấy những cái chính sách ưu đãi và tuyệt vời của đảng và nhà nước, họ quay về đất mẹ, họ tìm những cái cơ hội để họ đầu tư Luôn làm ăn luôn và phát triển đất nước. anh Chứ còn những cái sự biến động của như hiện nay ở bên Nam Mỹ hay là Ukraine, Syria, Trung Đông đó là do tình hình chính trị của họ nó không có được ổn định, và kinh tế của họ sống họ bị phụ thuộc quá nhiều vào ngoại bang, anh Bằng thấy họ phải phụ thuộc vào ngoại bang tất cả mọi thứ hết, nó là bèn như là người dân họ khốn khổ bởi vì dầu hỏa không có, chính phủ không có đủ để tiền tệ để lưu hành để đặng mà làm cái kinh tế nó cho nó vững vàng, thì người dân gặp khó khăn, trong lúc gặp khó khăn này thì các thế lực thù địch như bọn Mỹ, bọn phương Tây nó nhảy vào nó châm chọt thì họ gặp khủng hoảng là chuyện bình thường, nó còn Việt Nam mình vô cùng ổn định. Với sự lãnh đạo của Đảng tôi nói hay hay rất là hay, thì nếu có ai lên anh Bằng cứ mời lên thì lại mình sẽ lên sau.
Ok anh Cái gì? Tức là cái gì? Và con còn bé nhưng thấy Việt Nam có mọi lợi thế phát triển và nhiều con người tài năng. Nhưng hai bác thấy nhiều thứ Việt Nam mình mãi không phát triển. Tôi nói với bạn là bây giờ là làm sao bạn thấy những cái gì mà coi như Việt Nam mãi không phát triển. Đúng không? Thì bây giờ tôi nói. đúng rồi, phải nói nó phải rõ Đúng ràng, rồi, bạn phải có có thể cái rõ bằng ràng. chứng. Bạn sẵn sàng bạn là ví dụ PPT cao luận bạn còn ơi bạn nói như thế này bạn còn ít tuổi thì bạn cứ hỏi chúng tôi sẽ trả lời với bạn như đất nước Việt Nam mình mới phát triển có 20 năm nay thôi chứ bạn đừng so sánh với Đúng Singapore rồi, đừng so bất sánh với Mỹ đúng không với cái sự phát triển của đất nước này nó vẫn cứ đi lên từ 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 và hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ về tất cả các mặt kể cả cái sự tồn tại của đất nước Việt Nam đúng không thì hiện nay cái sự tham nhũng về cái sự tồn tại của đất nước Việt Nam này Đảng và chính phủ đã nhận ra rồi và đang làm rất quyết liệt những cái kẻ nào tham nhũng những kẻ nào coi như là tham ô hối lộ nếu mà các bạn phát hiện ra đúng không thì các bạn làm đơn và các bạn kiến nghị nhà nước vẫn xử lý như hôm nay tôi nói về anh Lợi Minh này đại tá trưởng công an thành phố Thanh Hóa bị coi như tước quân tịch đúng không và điều tra đem xét xử đấy, đó, vì can tội coi như tuyệt là vời, ông này ông can tội coi như tuyệt vời. là chạy coi như là chạy án cho người khác đúng không đấy. Thì cũng có một cái đơn Ai tố cáo ai sai đến đâu? cũng có một cái đơn tố cáo đúng trình trình tự của cái một cái người mà thuộc cấp của ông ấy lên trên bộ công an bộ công an cử thanh tra xuống điều tra thấy ông hôm nay bị tước quân tịch và kiểu này là mình bị truy tố Đấy. đúng không đấy tôi nói các bạn là những chuyện này Ai sai đến nước đâu? mình Xử đến đó. làm rất quyết liệt nhưng có một cái như này ví dụ các nước ví dụ làm ví dụ kỷ luật ủy viên bộ chính trị này kỷ luật thứ trưởng bộ công an này kỷ luật rất nhiều đảng viên và những có người có chức có quyền nhưng ở nước khác các bạn thấy không nó sẽ hỗn loạn ngay nhưng ở Việt Nam vẫn yên bình đúng không vẫn Đúng, phát triển như đúng, thế mới gọi là cái đúng, giỏi của nhà nước mình làm nhưng để đúng. cho xã hội yên yên bình chứ không mình làm để cho xã hội nó đảo lộn đi người dân không yên lòng đúng không đấy Đấy, như thế là cái hay là của cái người Cộng sản chỗ đó anh tỏi bạn. của cái chế độ này Cái hay là cái chỗ cái người Cộng sản là chỗ đó. Mình làm, nhưng mà tạo niềm tin đây này Phú cho Tâm này người dân bây giờ tôi và nói đất là cái nước. bản thân nhá bản thân tôi chẳng hạn tôi là người dân đúng không người dân bình thường tôi nói với bạn nhá bạn ở nước ngoài bạn ở trong nước nhưng mà bạn bám đít cho tôi cũng được tôi là người dân bình thường đấy đúng không mình muốn giàu Tôi có một có người dân ông bình thường ở thôi. đất nước nào thế ở nước Việt Nam thế mà ở nước ngoài thế thứ nhất là ông phải học hành ông có phải có tri thức đúng không và ông phải năng động và ông phải coi như ấy nhà nước chỉ có tạo điều kiện cho ông làm ăn thôi đúng không chứ còn bây giờ ông cứ Chính xác. ăn sẵn ai có mang coi như tiền bạc đến cho ông không có một cái nơi nào thế kể cả Đức Pháp Ý Nhật và Canada các nước cũng thế thôi mà Việt Nam hiện nay cũng thế nhà nước tạo mọi điều kiện cho anh làm ăn anh không có vốn anh vay vốn nhà nước sẵn sàng cho vay anh nghèo có ngân hàng coi như là chính sách ở mà nước ngoài làm gì có ngân hàng chính sách đúng không tạo vay vốn tạo điều kiện cho anh là Đấy. mua có khuyến nông mua bò mua bung hoặc là nuôi lợn nuôi gà muốn làm cái gì thấy chưa nhà nước có cử những người xuống tư vấn cho anh đấy Nghèo đi vay nợ còn mắc hơn thằng giàu nữa. Tại sao cái thằng nghèo á nó không có cái credit tốt, nó không có cái tín dụng tốt, nó đi vay nợ là lúc nào nó cũng mắc hơn cái thằng giàu không à. Mà thằng giàu nó cái tín dụng nó tốt, lúc nào nó cũng vay nợ rẻ. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, cái thằng nghèo được chính sách nhà nước Việt Nam ưu đãi, không những nhà nước Việt Nam còn xây nhà gọi là nhà tình thương, khi xây những cái gọi là gì tái định cư anh, bằng tái định cư cho người dân nữa, các bạn thấy không, và tạo điều kiện cho người dân để người dân đứng trên đôi chân và có thể trở thành một công dân Rồi tốt chúng ta và sửa Bác phục Hồ này. vụ vào trong cái công tác xã hội. Và anh chị anh ngay cả tôi nói ngay cả những người phạm tội ở bên Việt Nam vậy nữa, khi người ta được cải tạo trở thành một người tốt, người ta trở về người ta sống rất là bình thường. Còn ở Mỹ, nếu mà phạm tội hình sự là anh, nếu mà anh không chưa có quốc tịch, anh bị trục xuất, giống như hiện nay người Việt đang bị trục xuất, hay là một số những người mà dân mà công dân Mỹ họ bị phạm tội thì họ không họ rất là nó làm ảnh hưởng đảo lộn đời sống của họ trong hàng Bây giờ ngày, tôi nói hoàn toàn khác nhau, một đơn cái sự giản ưu việt của hai chế độ. những người phạm tội ở Việt Nam ví dụ hết thời gian đi tù ví dụ 4 năm chẳng hạn một năm quản chế đúng không thì anh đi đâu anh phải báo cáo địa phương nhưng hết thời hạn 5 năm ấy rồi
thì nhà nước sẽ tạo điều kiện cho anh làm ăn. Tức là cũng có phường hoặc là những người của nhà nước, người ta đến, người ta động viên anh phải đi làm và xin công ty xí nghiệp, không có vấn đề gì cả. Từ đấy. Có một cái gọi là phân biệt đối xử cả, đúng không? Nhưng ở Mỹ thì các bạn nếu phạm tội thì các bạn hết được. Cái hay của người cộng sản là chỗ đó. Không được, bây giờ nói trong người Việt như ông gì bên này, ông Lý Tống đó, ông vô rồi ông lên đài, ông nói ông hận Đàm Vĩnh Hưng, tại vì Đàm Vĩnh Hưng làm cho ông bị phạm tội, bây giờ ông không được hưởng những cái phúc lợi xã hội của Mỹ. Đó, nó ngay cả trong cái cộng đồng chống cộng của người Việt ở bên Cali đó. Tôi nói ông Lý Tống là cái người đứng đầu trong cái thành phần chống cộng cực đoan. Bây giờ mà ông còn phải ê càng khi mà ông đụng tới pháp luật Mỹ, bây giờ ông còn ê càng nó, bây giờ ông không được hưởng những cái phúc lợi xã hội, bởi vì ông phạm cái tội hình sự với một cái người công dân nước ngoài như vậy. Các bạn thấy luật pháp ở nước ngoài nó khác với hoàn toàn luật pháp ở trong nước. Ở trong nước Việt Nam, chính sách của người cộng sản làm việc lúc nào cũng nó ưu việt và nó nhân đạo nhân văn hơn, và cách hành xử của nó luôn luôn tạo điều kiện cho những người người ta sa cơ thất thế để đặng họ đứng lên, họ trở thành một người công dân tốt và họ sống, họ cống hiến cái sự sự cái những cái năng lực của họ vào trong cái xã hội hàng ngày để phát triển đất nước. Các bạn, tôi nói những cái thế lực thù địch hiện nay, tụi nó rất là run sợ khi thấy sự phát triển của đất nước, khi nó thấy đất nước ngày một phát triển Đấy, thịnh bây giờ vượng, PK cho cho nên nó tôi là ganh ông tị. muốn lên diễn đàn này không? Xem là bây giờ mà Việt Nam mãi nghèo mà không phát triển này. Rồi, bây giờ có một cái em là Để trẻ là rồi Quân Trần. Hiện nay đang ở Huế, rồi đang học lớp 12. rồi Để em lên em trả lời cho các bạn. Rồi, xin chào lại rồi mình sẽ mời lại mình sẽ... rồi 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 ok anh bạn, chào anh, chào em. Rồi, mời cháu Quân Trần. Đây là những cái mầm non của đất nước, đây là những tài năng của đất nước. Quân Trần, một cháu rất là trẻ mà cháu có một cái nhìn nhận về cái đất nước rất là tốt. Chú đang thêm Quân Trần. Rồi cháu ok lại thì chắc không được. Cháu ok lại, chú mời lên. Thoát ra thử ok là xem là có camera không. Muốn độc tài hoặc muốn cái gì ấy? Đất nước yên bình, độc lập thống nhất và phát triển, người dân được no ấm, được giàu có, thế là tốt rồi, đúng không? Còn cái chế độ coi như nào mà coi như làm cho người dân loạn lạc, nghèo đói, khổ đau, không yên bình. Đăng thêm Quân Trần, Quân Trần. Là cái tư tưởng chúng mày mày cứ toàn cái tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn thôi, những người khác đưa lên mày há miệng ra người khác đổ vào miệng ấy. Quân Trần cháu chỉ thoát ra, cháu không có camera, cháu thoát ra đi, thoát hẳn ra vậy vào lại. Nói chung Việt Nam là một đất nước hiện nay coi như đang phát triển theo coi như là kinh tế theo đường hướng coi như là theo cái thị trường, theo đường hướng xã hội chủ nghĩa, đúng không? Tất cả các thành phần kinh tế đều phát triển, đúng không? Nhưng mà ví dụ một số cái ngành kinh tế của đất nước thì mình phải định hướng, cho nên mới ví dụ là mình mới có những cái ví dụ như khi ví dụ Tết này chẳng hạn, như là hàng hóa mà giá cả ví dụ tư nhân người ta đẩy lên thì sẽ có cái cửa hàng của nhà nước, người ta có ổn quả quả coi như là mà bình ổn giá để cho. Rồi xin mời các cái zone lên. Ở diễn đàn này tôi mời hết Đây. rồi, xin Dạ chào. rồi. À đây. Đây cháu mời đổi cái nick bạn ạ. À đây. Đây thì
cái ác cuốn trăng kia nó vào không được, bà cho đổi đổi cái nick, đổi nick sang cái nick này. Ok. Ok rồi, thì Rồi rồi. cái bạn Peter Cao Lân này thì bạn nói một câu là gọi là con cháu Việt Nam chạy sang Anh và Pháp để làm việc hết, thì một câu trả lời đơn giản là đất lành thì chim đậu, mọi người đi chỗ nào người ta làm việc đều có thể là quyền của họ, họ được quyền đi làm bất kỳ nơi nào trên thế giới này, thậm chí công dân EU người ta cũng có những cái chính sách để cho người dân trong các nước EU đi lại làm việc ở giữa các nước EU với nhau. Công nhân Đức có thể sang Anh làm, công nhân Pháp có thể sang Đức làm chẳng hạn. Và vừa rồi Ở Pháp Brexit đấy, lại sang ở Thụy Sĩ làm cũng có. đấy người Bỉ có thể đi khắp nơi trên EU để làm việc cũng được mà. Thì vừa rồi đấy, Brexit đấy thì thằng Anh rút ra khỏi EU là hơn 100.000 lao động Anh thất nghiệp bởi vì họ đi làm khắp châu Âu. Vậy chả lẽ công nhân Việt Nam mới không có quyền đi nước ngoài làm việc mà phải nói là sách đi vượt biển chạy sang Pháp với Anh để làm việc? Cái đấy là sai, cái đấy là tư duy sai. Còn nói mà Việt Nam mà mãi nghèo thì không phát triển ấy, thì cái này á chỉ cần mình nhìn về quá khứ, cái này mình phải nhìn về quá khứ mới thấy được là mình đã phát triển được bao nhiêu. Suốt ngày ấy, cái bọn bắc quê là nó nói là cộng sản ăn rau muống. Thế bây giờ nhìn lại xem ăn rau muống hay ăn thịt bò, đơn giản vậy thôi. Bây giờ ngày xưa ấy, cái xe đạp Phượng Hoàng là đã quý lắm rồi, bây giờ xe đạp vứt cho cháu, cháu cũng không đi, cháu toàn đi xe máy thôi, cháu đi ít men thôi. Đặc biệt chiếc xe đạp điện bây giờ mà phần lớn là cháu đi học ấy, đi học đến trường ấy là bãi giữ xe của trường cháu ít nhất 70% là xe đạp điện, mà toàn xe loại ít men này, bạn biết không? Một chiếc đấy là 16 triệu đấy, mà thậm chí mấy thằng bạn cháu đi mà nó gãy mũi gãy ấy, nó nói thôi chắc vứt về mua chiếc mới, mua xe máy rồi đi. Thì làm sao mà nói Việt Nam mày nghèo được, chỉ đơn giản là nói cái xe đạp thôi, còn chưa nói tới cơ sở hạ tầng, chưa nói đến vệ tinh Việt Nam sắp phóng hoặc vệ tinh Việt Nam đã phóng rồi. Nói GDP Việt Nam mình nói đôi khi chắc nó cao siêu quá, nhiều người ở đây không hiểu. Mình chỉ cần nói cái gì đơn giản thôi, nói ngày xưa đấy, lên miền núi bạn thấy là ngày xưa lên miền núi đấy là mình leo đường đất, bây giờ mình đi đường gì? Tất nhiên là mình đổ bê tông mình đi rồi. Ngày xưa leo núi đã hầm Hải Vân ấy, không là cháu muốn về quê là cháu phải leo lên núi đi 16 cây số đường đường núi thì mới qua được. Bây giờ đấy mình thuê một công ty Nhật về đây đào hầm để mở rộng giao thông phát triển đất nước. Bây giờ đi từ đây ra Đà Nẵng mất có 2 tiếng rồi, 60 cây số. Thì làm sao mà nói nghèo được? Nghèo là chỉ có những cái thằng mà núp ở trong xó đấy, những cái người mà ở trong xó ấy, những người chui trên núi mãi không bao giờ chui ra, những con ếch ngồi đại diện thì mới bao giờ mình nói là Việt Nam nghèo. Chứ còn mà nếu mà đi ra là sẽ thấy mở mang tầm mắt. Nhưng người họ nói là cứ sang Singapore là sẽ thấy được là Việt Nam, tương lai Việt Nam như thế nào. Nhưng mà cháu thấy là chỉ cần đi ra Đà Nẵng thôi là sẽ thấy được tương lai của Việt Nam như thế nào. Đơn giản thế. Bây giờ đặc biệt mà đi ra cái sân Wheel ấy, cái khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á, và đi Bana Hill ấy, là toàn Tây nó làm việc cho mình thôi. Vừa rồi cách đây cỡ 2 tháng cháu đi lên Bana Hill ấy, một vé là cỡ 300 ngàn thôi, khá rẻ. Thì cháu lên đấy Tây nó phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ Tây. Cho nên là cũng có cái logic là người Việt Nam chạy sang phục vụ Anh và Mỹ. Bạn biết bên đấy ấy, là siếc đấy, nói thì đây đây là bạn chính là con ếch đang ngồi đại diện đấy. Xin lỗi, sắp tới Tết này đi Singapore chơi 1 tuần nhé. Đấy thì ếch nào với ếch nào mình tự biết nhé. Đúng rồi. Còn Bây giờ nhà chú chưa chú đặt đi hôm nay chơi chú ở nhà một mấy mẹ con nó đang ở Singapore tối mai vậy. Đời sống của người Việt Nam coi như là đây đi rất là phát triển. đây đi, đi. Cái vấn đề của cái ếch ngồi đại diện hay không á là mình đưa ra bằng chứng,
đưa ra bằng chứng là Việt Nam nghèo chỗ nào, nghèo chỗ nào, thậm chí mà vùng núi đấy, đặc biệt mà những cái vùng núi mà trên cao bây giờ đó, là người ta bắt đầu mở đường lên, biên giới phát triển lên, người dân là để tao chim cái video này này, là một cái gia đình miền núi ấy trồng hồ tiêu, mà một bên là máy cày, một bên là chiếc Camry 16 tỷ, à 1,6 tỷ, thì người dân là họ phát triển thôi. Những cái người mà chịu khó làm ăn là người ta sẽ giàu lên được, còn những người như Peter Cao Lương này ấy, không khá lên được đâu, không khá lên được đâu, suốt ngày nói Việt Nam nghèo, con không bao giờ tự nhiên nhận bản Bây thân giờ mình là Việt chúng Nam nói với cháu như này, hiện nay ấy, nghèo cơ. là đầu tiên các nước ở trên mình vay vốn nước ngoài để phát triển đất nước vậy. Hiện nay các nước bây giờ quốc tế người ta coi nước Việt Nam là một nước có thu nhập trung bình rồi, đúng không? Cho nên là cho vay ấy, không phải cái lãi suất ưu đãi nữa, mà do vay với cái lãi suất coi như đối với một nước phát triển trung bình. Chứ trước kia là Việt Nam là một đất nước nghèo thì mình vay được cái lãi suất ưu đãi, đó là cái sự công nhận của quốc tế đối với Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Thấy con mọi người ưa xem thì cháu bật cho xem. Đây, đây cháu cháu sẽ bật cái loa để cho nó rõ hơn. Là cái là chính thế giới người ta cũng thấy được là Việt Nam mình nó phát triển như thế nào. Chứ không phải đời người dân Việt Nam nhìn nó mới thấy được. Cái gì nó cũng phải khách quan mà cả khách quan. Mình nhìn từ góc nhìn của quốc tế, người ta bây giờ đầu tư ở Việt Nam nhưng người ta không bao giờ thấy đầu tư sang những cái nước như thế nào này, nước khác đâu, chứng tỏ thì thị trường Việt Nam là có thứ gì đó hấp dẫn, kinh tế ổn định, chính trị ổn định cho nên người ta mới đầu tư. Chứ còn nếu mà bây giờ người ta đầu tư sang Syria, có thằng nào đầu tư sang Syria không? Có ai đầu tư sang Israel đâu? Lỡ qua đó này đầu tư cái nhà máy xong bom nổ chết hết thì sao? Vất hết. Cho nên người ta cần một cái chính trị ổn định, là thể chế đảng cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo một cách ổn định thì người ta mới đầu tư, bởi vì người ta thấy được à kinh tế rất ổn định, chính trị ổn định cho nên người ta mới mới phát triển, người ta mới đầu tư vào. Đó là sự ủng hộ của thế giới và sự công nhận của thế giới đối với Việt Nam mình. Đấy, để coi nào, để như ta sẽ tìm một cái đây đây. Đấy. Không như thế, nông dân người ta đi máy cày đấy, người ta đi máy cày, máy cày mà người ta đi cầm gì hết chứ đâu. Đây đó, tài sản Nam Giang ở ngoài những biển quảng cáo thông đây người ta có ô tô, người ta đi cái vùng miền vùng cao nhưng người ta lại toàn đi ô tô hết. Bởi vì sao người ta chịu khó phát triển thế này? Đây, người ta toàn đi ô tô này. Ở nhìn này. Nhà này thì có thể đi ô tô như thế này, nhà biệt thự. Thì người ta gọi là nhà giàu hay nhà nghèo. Người ta có phát triển hết. Giàu mà bập cái này á là cách đây bao lâu nè? 2014 là cách đây 4 năm mà người dân miền núi đã đi được ô tô rồi. Thì làm sao mà nói Việt Nam nghèo được? Đúng không? Cho nên cái gì nó có bằng chứng đấy, cái gì nó có bằng chứng đưa bằng chứng lên là mọi người sẽ nhất trí. Còn cái bọn mà dân chủ quầy bác tôi quay nói Ngọc nó Lan phải có bằng chứng cả nó là chứ. người dân Malaysia lật đổ chính quyền, các bạn thấy không? Thì đất nước Malaysia nó như thế nào, người ta có đi đúng hướng hay không, như thế nào? Chứ bây giờ người dân Việt Nam hiện nay đất nước đang phát triển, đang giàu có, đúng không? Thì làm sao mà tin tưởng vào cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo? Thì cái chuyện Venezuela thì kệ Venezuela, đúng không? Chứ mình chỉ mong muốn là nói chung là những nước như Mỹ, Pháp, Anh các thứ, đừng, đất nước Venezuela là một đất nước có độc lập chủ quyền, thì tự do cái dân Venezuela người ta coi như là quyết định cái vận mệnh của đất nước người ta, đừng có thằng nào chọc vào đấy. Chỉ Cái còn vấn nói đề bây giờ chẳng ảnh hưởng đến Việt Nam cả, không ảnh hưởng đến đến Việt Nam nhá. Bây Đây giờ đang mặt lo cho thấy người dân Việt Nam đang đón xuân đây, đang vui vẻ đón xuân, đang tất bật đây. Công nhân thì chờ coi như là thưởng tháng này, thưởng một vài tháng lương, lại có nơi thưởng coi như là
triệu đồng một người. Ừ. Thì bác thấy là Venezuela đừng nói là lật đổ chính quyền, bởi vì chính quyền Maduro vẫn chưa sụp đổ đấy, thế giới vẫn ủng hộ chính phủ, quân đội vẫn ủng hộ chính phủ tổng thống Maduro chưa sụp đổ. Còn Đảng Việt Nam với thằng Phú Trọng, nó Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bọn tay sai gì cho tàu chống Mỹ, Đảng Cộng sản Việt Nam đâu chống Mỹ, hiện nay Mỹ coi như là đang hợp tác Việt Nam, mà sắp tới cuộc họp thượng đỉnh này giữa coi như Tổng thống Trump và có ông Ủn này, sẽ gặp tại Việt Nam nhá. Thế này Chúng mày ngu si cái đơn loại đơn bạn giản thế quay này, bây giờ bài trò. lên mà chưa vô lý như thế này, dư lên mạng tìm là tàu sân bay Mỹ, tàu sân bay Carter tới thăm Đà Nẵng, rồi sau đó quay lại đây nói là việc Việt Nam chống Mỹ nhé, đơn giản vậy thôi. Mỹ bây giờ là rất cần Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một cái đối tác chiến lược trong khu vực, mình nằm trong vị trí chiến lược là mình muốn đánh được Trung Quốc, muốn chống được Trung Quốc phải có Việt Nam. Vịnh Cam Ranh đấy, thằng Mỹ nó vào nó xin Việt Nam để mà gọi là cho nó thuê cả thuê, nó xin gần 10 năm rồi Việt Nam vẫn chưa đồng ý, bởi vì Việt Nam mình có cái chính sách là gọi là mình thợ làm thân với tất cả các nước, chơi thân với tất cả các nước, kể cả Trung Quốc, Kinh kể doanh cả nhưng Mỹ, không kinh tất cả mọi người, doanh với một không nước bao nước giờ. này. Đấy, cái cảm giác cảm danh như Mỹ coi như thèm muốn nhưng mà coi như đông cho tôi. Cái cảng được sâu đưa cả tàu sân bay được vào, mà một lần mà nó đưa vào là đưa được 2-3 tàu sân bay đấy, nhưng mà mình không cho là thuê, bởi vì mình muốn làm bạn với tất cả các nước, mình không có chống thằng nào cả, và nhất là mình cũng cái gì đấy, cái vấn đề á, là những cái thằng bác quen hay nó lên á, là có một cái logic như thế này này, bạn thấy cứ 2-3 câu lặp lại không, những cái câu này tay sai tàu cầu này đấy, Nathaniel nói ăn đúng, cướp ba đất của không. dân này đấy, 3-0 này, 3-0 đấy, thì những cái câu này á là nó sai từ từng gốc rễ, nó chả có cái gì đúng cả, nhưng mà cháu thấy á, nó đánh vào cái gì, đánh vào suy nghĩ của người dân, những người cả tin đây, là nó đánh vào cái tư tưởng người Việt Nam mình là ghét Trung Quốc, thì nó tìm cách nó gạn ghép Đảng Cộng sản của mình với thằng Trung Quốc để cho người dân chống đấy, thì những người mà nhà già là người ta nghe là người ta bị nó sử dụng liền, nhưng mà bây giờ dân nó khốn rồi, làm gì có nữa, làm gì có những cái thời ngày xưa nữa, nó dễ thế, đặc biệt mà gì nhỉ, vừa rồi đấy là cái sắp tới là ngày Tết đấy, là thằng Tân Thái hồi nãy nó mới vận động là cả nước đứng dậy biểu tình đấy, đấy thì ngày nào cũng cũng vận động biểu tình đấy, thì ngày 20 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là cũng vận động biểu tình, Sau phải biểu đó tình đăng đàn đâu, chính quyền ông rồi nữa, ông kêu gọi nhưng mà có ai nghe theo lời của thằng ông đó đâu, ai nghe còn đâu, đây bữa chỉ nay là dân tự là nói khốn rồi. mà nói chung là nó một câu là không hiểu làm sao mà người dân Việt Nam coi như là thờ thế, không biết làm gì cả. Thở Hiện nay ớ khổ người lắm. dân Việt Nam sống trong một đất nước thanh bình, người ta giàu có, đất nước phát triển, người ta biểu tình làm cái gì, người ta Đúng, muốn như biểu tình làm gì, Syria, người ta muốn Ukraine, chúng nó chỉ muốn coi như là người dân Việt Nam coi đói khổ đi thôi, nó mới có cơ hội. đúng, cái chính của nó là nó tìm cách nó chống phá mình thôi, chứ nó chả vì mục đích gì cả, người ta nó cứ nó hay kêu là vì tự do cho người dân Việt Nam, chứ thấy người dân Việt Nam chả cần cái giọng của nó. Nó chỉ tìm cách phá thôi, cho nên người dân biết thừa ấy rồi, nó biết nó là tiếng trưng lão rồi, cho nên là chả ai nghe cả, năm nào ngày nào cũng tiếng cùng kéo biểu tình, chả ai đi cả. Thì sắp tới đấy là Tết, là tụi nó kéo là như kiểu công sản đánh mâu thân, thì vận động tất cả mọi người đi biểu tình đấy, để xem Tết năm nay mọi người đi ăn Tết hay đi biểu tình nhỉ, đấy. Mọi thứ đơn giản thôi. Bây giờ Thì mọi người coi như là đang chuẩn bị sắp tâm lực, tới coi đấy như là là chuẩn bị coi như là cho một cái Tết Nguyên đán sắp tới đúng không? Người ta mua sắm hàng hóa, đi mua cái cảnh cái kiếp đúng không? Cái Tết bây giờ cái ăn uống là đúng không rồi. thành vấn đề rồi. Đúng không? Mình phải ăn chơi.
Mình cắm những cái cây cuốc ăn cây chơi. đào mắt Ừ. hoặc là mình tính Cái lại cuốc đi cây du đào lịch ở mình đâu. 5-6 triệu vẫn có người mua. Đúng rồi. Ngày xưa mà cái thời mà mình Việt Nam mới giải phóng xong ấy, người ta phải cầm tém phiếu đi đi mua thịt bò để mua thịt heo để người ta ăn Tết. Mà bây giờ làm gì có nữa. Cho nên thể hiện được Việt Nam giàu là phát triển như thế nào. Và thấy cho quá những cái phí mà thời bao cấp đấy là ngày xưa người ta phải xếp hàng từ sớm mới mua được một nhúm thịt đấy. Còn bây giờ là chứ nhỉ, sắp tới Rồi cái nhà bản cháu ăn ký tất nhiên là cháu... bây giờ nhá, chú nói với mày nhá là mày nói cái câu cướp đất là sai rồi đúng không, Ừ, vì đúng rồi. đất là hữu toàn dân do nhà nước quản lý và giao cho nhân dân sử dụng. Mày xem là bây giờ mình ví dụ này, hôm trước tao nói ấy, là những dân oan ấy, là nói chung là 99% là dân tham Đều có nhà mà ở chỉ ngoài. có một oan thôi đấy, chứ mình cũng không nói là toàn bộ nhưng chỉ 1% dân oan thôi. Nó có nhà ở ngoài hết. Nói là cái đất đất này đất vườn rau, đất này đất nông nghiệp Đây phải sao không được nó xây nhà. nó có chỉ Đây thì vì đất đất này đất không những được cái xây này nhà thì mà nó chúng nó xây lên đấy. Đấy là gọi là cộng sản cướp đất của dân hay là dân cướp đất của nhà nước. Đấy. Làm gì có cái vụ mà ví dụ này. Thằng nào vừa nói đây, đây Peter Cao Lương. Ví dụ ngày mai ai nó tới ở nó đây đất xây của đất mẹ nó... hùng, ví dụ là người ta làm quy hoạch người ta cũng phải lấy phải phải lấy đất của mẹ Việt Nam hùng, sau đó người ta ví dụ là bố trí cho bồi thường một cái ngôi nhà nào đó người ta đền bù tái đúng định không, cư. cái nọ kia Đây ví còn dụ cái này. vườn rau Lộc Hưng đấy mấy thằng ngu này người ta chỉ hỗ trợ thôi, mà ở Mỹ nó bắn luôn đấy, chỉ chẳng có hỗ trợ đâu, Đấy mỗi mét vuông là cứ bỏ vốn đấy là rồi. không hỗ trợ đâu nhưng mà mình vẫn hỗ trợ là thể hiện mình nhân đạo đấy, bởi vì đất này là vốn là có được xây Nhà nhà nước đâu, ai cho anh xây lên. Mà cháu để ý một cái rất là đặc biệt ở cái đất vườn rau Lộc Hưng này, bác nhìn một số ảnh đấy là bác sẽ thấy được là bây giờ nhà nó nhá, xây là nếu mà toàn xây gạch. tôi lấn chiếm đất của nhà nước hoặc là tôi bây giờ nhá nói với Ừ. lại PT Cao Luận này, bây giờ ví dụ nhà chú đang ở đây đúng không, bây giờ chú nhà nước đến lấy đền bù chú giá thị trường, ok nhà chú có đầy đủ giấy tờ tất cả các thứ đền bù bằng 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 giá thị trường, mà thậm chí ở đây nhá tất cả đều cao hơn giá thị trường hết chứ không phải bằng. Thế bây giờ ông tự nhiên ông lấn chiếm kể cả bà mẹ Việt Nam hùng kể cả ai tất cả mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật Công bằng được pháp luật đúng đấy, tất cả mọi người đều công bằng được pháp luật, ví dụ như không bà một mẹ người Việt Nam nào anh khác hùng người nào cả. thì bà mẹ Việt Nam hùng đảng và nhà nước cũng có một tháng trợ cấp cho bao nhiêu tiền thế này thế khác đúng không, có chính sách hết rồi. Bây giờ ví dụ mình cứ gọi là mình cống hiến cho đất nước nhiều nọ kia tất cả các thứ, sau đó mình ra tại chỗ vườn hoa chỗ sinh thống nhất kia để mình dựng một cái lều rồi mình ở đúng không, chứ mọi người cái ra Được đủ làm cái gì đi, có. bảo tôi là bảo muốn làm gì được. Bạn thấy như thế này đơn giản này, Peter Carlo này. Ví dụ này. Nhà đông chỉ có cái vườn. Ngày mai tôi qua xây nhà đấy. Xây nhà cái vườn ấy xong tôi nói, vườn này là của thằng này. À, chú ở Thì vườn đông chỉ phản rau ứng như Lộc thế Hưng nào? nhá, nếu mà ví dụ chú chiếm đất công thì cái chuyện đấy là mấy người nhà nước đuổi chú chấp nhận, nhưng mà đây người Đuổi ta đúng rồi. mất vuông mà trong đó mình đi chiếm đất công. Bây giờ nhà chú ở ở đường Nguyễn Thế Bình quận nhất này, chú ra xuống vườn rau Lộc Hưng bây giờ chú chiếm một ít đất công, bây giờ coi như là nếu mà bây giờ người ta đuổi chú chấp nhận không được một hào nào chú chấp nhận, vì chú cũng được lợi nhuận được một số năm rồi đúng không, chú xây chú cho thuê quán cà phê chú xây cho phòng trọ nọ kia thì chú chấp nhận, bây giờ coi như 100% nhé, những người gốc ở chỗ vừa trong Lộc Hưng lấn chiếm đất người ta có nhà ngoài hết rồi, sau đó người ta xây nhà trọ xây quán cà phê cho những người ngoài người ta vào người ta bán người ta ở. Vẫn còn cái gọi là gì nhỉ? Dân tham thì nhiều. Tham. Đất không phải của mình mà cũng tìm cách chiếm. Đấy thì bác thấy là nhiều thằng là chờ đến lúc giải tòa đấy mới bắt đầu Bây ra giờ nhá xây nhà. chú nói với Peter cô Trần Trần này, bây giờ chú ở cái tuổi chú nói rất nhẹ với cháu là chú tuổi như này rồi, cả cuộc đời chú phấn đấu thì chú ấy được đến bây giờ đúng không, hồi bé thì chú sống rất khổ sở ở ngoài Bắc nên chú cũng phải phấn đấu lên
đúng không? Chú học chú tôi chú thi vào được đậu được đại học, chú vào trong này chú sinh sống và chú làm ăn, trong cái cuộc sống làm ăn các thứ chú cũng phải năng động, chú phải như thế này thế khác, đúng không? Chứ bây giờ là ví dụ là chú phải chấp hành ở nước nào thế thôi, mọi người dân đều phải chấp hành cái pháp luật của nhà nước ở Mỹ, ở các thứ cũng thế, cũng thế thôi. Thấy cái gì có cố gắng thì có hưởng thôi, chứ làm gì có cái vụ mà nằm không mà ăn không được đấy. Thì còn cái vấn đề mà người dân Lộc Hưng Vân Rõ Lộc Hưng ấy là ảnh vệ tinh để công nhận hết rồi, ảnh vệ tinh đã đưa lên rồi, 2004 không có cái nhà nào cả, 2018 là chí chít nhà ảnh vệ tinh chụp mà phải số cài gần vệ tinh được. Thì thấy được là thằng nào cũng hố hào là ở trước năm năm tư cả đấy, thì rõ ràng là có phải là gọi là lão không, dân lão rồi còn tham nữa. Thì cái đấy là mình lúc mà người ta giải tỏa là vô là không có bất kỳ bồi thường nào, con chưa bắt anh bỏ tù là máy rồi, vậy mà còn đòi bồi thường, mà còn đòi bồi thường về giá thị trường nữa, làm gì có, cái đó là ăn cướp của nhà nước là không được. Mà cái bọn chống công ngu này nó này, tìm cách là nó xoáy vào cái này để nó lợi dụng, nó vu cho nhà nước ăn cắp, mà trời trời thấy nó rất là vô lý, không có cái nghĩa lý gì ở đây cả. Thì bác thấy bây giờ đây coi nào, đây thì khi mà người ta ở cái này mình sử dụng logic của bọn bác que để mình nói nhé, khi nào nó cũng kêu là Việt Nam đường xấu, nhà nghèo, mọi thứ xấu, cơ sở hạ tầng không đồng bộ, thì bây giờ muốn đồng bộ phải làm gì? Phải quy hoạch, mình phải lấy đất, mình quy hoạch lại, phải lấy đất, phải giải tỏa để lấy đất, mà lấy đất thì nó lại kêu cướp đất, đây thì là phải cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo không, nói gì cũng được cả. Như mình muốn giải tỏa, muốn đẹp lên thì phải giải tỏa, mà giải tỏa thì phải là không, lấy đất để mà là, mình ở đây không phải trả tiền bồi thường mà đây là hỗ trợ, đã dùng từ hỗ trợ là đúng hỗ không? Hỗ trợ đấy, đấy là nước, đấy mà là cái nhân tiền phận bồi của cái đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy, chứ ở Mỹ làm gì có chuyện đấy, mình nói thẳng là Mỹ luôn. Bồi thường ấy, bồi thường là khi anh có giấy tờ đàng hoàng, anh có sổ đỏ đàng hoàng thì mới có bồi thường, còn đây là anh làm gì có giấy tờ gì đâu, anh sai phạm rõ ràng, đất là đất vườn rau không được xây nhà, anh xây nhà lên như anh còn đòi bồi thường nữa, thì làm gì có bắt anh nhục bỏ tù luôn ấy. Cho nên là mọi thứ là bây giờ mình nói theo luật, luật đất nước văn minh thì phải nói theo luật, chứ không có kiểu tình cảm mà kiểu sắp Tết rồi gì mà không 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 cho người dân ăn Tết, làm gì có, người ta bảo trước bao nhiêu tháng rồi, người ta không chịu, không đúng không rồi, từ phá ăn đi đấy con rồi, có phải là đến gần đây đâu đây mà đặc biệt mà những cái khu nhà bên nước ngoài ấy, những cái khu nhà như Mỹ ấy, đầu nghiên cứu ấy, là khi nào cần ấy, là police tới là đuổi hết, bắt hết rồi xong là phá nhà thôi, không cần nhiều. Ví dụ anh nợ ngân hàng, anh không có tiền trả là tới cảnh sát tới tịch thu cái nhà anh liền, lôi anh ra khỏi nhà. Này, văn tin chứ, câu chứ này, không... tôi không có ở Mỹ, nhưng mà những tin tức ở Mỹ, người nhà tôi ở Mỹ, đúng không? Thì tôi biết, chứ không biết. Với thứ hai là bác tôi lời nói về mình văn vừa tin lên. Này. Tôi là kỹ sư hàng hải, tôi đi nước ngoài rất nhiều, cho nên là những cái chuyện ở bên nước ngoài tôi biết hết. Chứ đừng có bảo là ếch ếch ngồi đáy giếng mà không biết một cái gì. Nha. Bác lời mình ở Mỹ, bác vừa lên nói xong kìa, ngay người Mỹ luôn kìa, chứ cần gì nhiều. Con nói người Mỹ gì đâu xa, thấy bác của cháu đấy là có một người con trai vừa về Việt Nam ở luôn. Thì về Việt Nam là bác của cháu là chi gần 500 ngàn đô để xây nhà cho thằng con trai ở, là về Việt Nam ở luôn đấy, ở là như đây đang làm khách sạn, đang làm kinh doanh khách sạn. Thì bác thấy nếu
mà đất Việt Nam mình không phát triển thì làm gì có vụ mà gửi con cái về Việt Nam ở làm gì, đúng không? Bây giờ tôi xin nói Phú Trọng này, chúng tôi chẳng phải là cái gì để định Đảng Cộng sản Việt Nam cả, đúng không? Đảng Cộng sản Việt Nam làm những cái điều có tốt cho dân cho nước thì chúng tôi ủng hộ, đúng không? Chứ còn Đảng Cộng sản Việt Nam mà ví dụ như làm cho đất nước nó rối loạn lên, đúng không? Làm cho dân nó rất nghèo đi chẳng hạn, thì chúng tôi là người dân chúng tôi sống ngay Đảng Cộng sản Việt Nam Ừ, đấy. đúng rồi. Thậm chí mà nhiều thằng nó kêu là gì nhỉ? Là cộng sản hút máu của dân. Nếu mà dân không có máu thì lấy đâu ra máu để cho cộng sản hút, đúng không? Dân giàu thì nước mới mạnh, mà dân mạnh thì mọi thứ mới phát triển được. Cho nên á, mọi thứ phải nói từ người dân. Nếu người dân nghèo, không có cái chế độ nó tồn tại được đâu. Người dân mà khổ chả có Đúng. chế độ nó tồn tại được tới giờ đâu. Cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam mình lãnh đạo rất là đúng đúng đắn, đưa đi đất nước trên con đường phát triển Đi thì đưa cho tức là Đảng Cộng sản Việt Nam có lãnh đạo nhân dân để cho đất nước tiến lên, nhân dân được sống trong đất cái nước cuộc tiến lên. sống yên bình và ấm no như bây giờ. Thì chúng tôi là Như những bây người giờ dân, chúng tôi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam làm rất nhiều điều tốt cho dân cho nước, thì chúng tôi là người dân chúng tôi ủng hộ ừ. thôi, kể cả Nếu bưng bô mình biết các bạn, mà tôi bưng bô mình biết các thứ không không được ấy, không có vấn đề sai 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 đừng bạn bạn đừng đừng để cho cái tuổi bác quen này nó nói chọc nó ảnh hưởng tới mình là mình đang đi đấu tranh lại với những cái luận điệu xuyên tạc vũ dốt của cái bọn chống cộng cực đoan, chứ mình không có vững bố. Nếu mà ngày nào bạn cháu mình lên cùng khen ở ngày hôm nay thằng Văn nói ông lãnh Châu đạo này, này tao làm làm tốt. kỹ sư đàng hoàng, tao phải đi lau tàu thằng Ừ. dốt ngu si Ngày đàn nào bà. mình cũng lên khen thằng này thằng kia thì người này người kia thì mình nơi nơi lão thì mình gọi là bưng bô. Còn đây là mình nói sự thật, Đúng rồi, mình mình ở nói đây về tất như cả mọi thứ ấy. chú nói đùa vậy thôi, chứ còn tức là mình đang là những người mình đảng Ừ. ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ, mình nói những điều sự thực đấy, những cái điều Sự gì thật không sự thực các bạn lên đây mình phản biện mình. Và coi như là anh cái gì bạn này, là chú sự bạn thật nào chứ kia nói chứ những không điều không phải sự là thực, tôi phản biện những cái điều này. Ok đấy. rồi, xin chào Còn thôi những Hoàng cái Yến. còn bây giờ mà mời thằng nào lên, những cái thằng mà nó chồng công lên là nó toàn một bài Việt Nam nghèo ở GDP bây giờ thấp hơn Lào đấy, trong khi GDP chả gì biết cả Cấp quân đấy, Campuchia bảo nó bảo tại sao thấp thấp hơn hơn, nó bảo Campuchia thì bao nhiêu nghìn đồng thì Việt Nam mới đổi được một một ria. Mẹ mẹ đây, khổ quá, nó không biết gì về kinh tế. quá khổ. Thậm chí với người ta nói cái đồng tiền Việt Nam mình mà ví dụ giống như nói 20.000 đấy, ví dụ 20.000 đấy bằng 1 đô la Mỹ, người ta nói là lạm phát, nhưng mà thực tế ở Việt Nam mình cầm 10.000 đi có mua được gì đâu, nó cũng chừng đó thôi, nó ngang nhau hết. Đồng tiền của mình nói so với đồng đô la nó cũng ngang nhau hết. Nói về cái giá trị sử dụng, ví dụ bạn đi mua một ổ mì ở Mỹ nói không 50 cent đi thì ở Việt Nam mình 10.000, ngang nhau thôi, đồng tiền nó khác gì nhau đâu, chỉ là nếu mà khi mình quy đổi đồng tiền của nó lớn đồng tiền của mình thôi. À rồi thôi thì bây giờ nói chuyện với bạn thế thì cũng hơi 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 nhiều rồi, bây giờ cháu xin xuống để người Cảm khác lên vào nhé. ơn Dạ cháu nhé, chúc dạ cháu dạ cái kỳ đại học sắp tới thành công. à, thì thử vừa rồi thầy hẳn cũng được. À, tốt rồi. Loại Minh đâu rồi? Vừa đây mà muốn lên. Tiền đồng Việt Nam mà lạm phát. Bây giờ nhá, nói với Phú Trọng này, nói rất tử tế. Được chưa? Thì bây giờ chỉ số lạm phát CPI năm vừa rồi nhá, Quốc hội đề ra là bao nhiêu phần trăm, mà vừa rồi lạm phát là bao bao nhiêu phần trăm? Mình biết như thế, dưới 4%, 3,8% chỉ số CPI của ấy, của Việt Nam. Không biết một cái gì về kinh tế, bỏ ở đầu ra, coi như chú dạy cho nhá. Ngu về cái đồng, Chẳng cái bằng năm đồng tiền này, về Việt Nam lạm phát, cái lạm phát ngày xưa ấy, đổi tiền một cái, ví dụ như là 10 đồng đổi cho 1 đồng, không biết là cái thời gian đến lại mình không biết đâu, sau đó coi như là trong vòng cỡ 1 tháng sau gấp 10 lần luôn cái đồng tiền cũ bằng cái đồng tiền mới.
đấy là lạm phát coi như là 1000% luôn đó. Nhưng bây giờ nhá, chỉ số CPI là coi như là 3,8% năm 2018. Đấy, như thế là một chỉ số tốt chưa, lạm phát ở đâu, đúng không? Còn bây giờ nhá, cái đồng tiền của Việt Nam so đồng đô la Mỹ từ ngày xưa giờ vẫn cứ dưới 23 một tí, trên 23 một tí, đúng không? Nó quanh quẩn khu vực đấy. Đấy là mình so với đồng đô đô la Mỹ thôi. Rồi, xin mời Đại Minh. Chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nói về vấn đề lạm phát. Hiện nay Việt Nam lạm phát rất là cái sự kiềm chế của Việt Nam lạm phát rất là kiềm chế rất là tốt. Như tôi thấy là rất là tốt, bởi vì anh chị và các bạn thấy một đồng đô la của Mỹ ở bên Mỹ là một đồng đô mua cái kẹo, coi như là mua cái kẹo không đủ, là anh còn phải đóng tiền khoảng trừ 8% thuế trở lên. Thế còn trong khi đó một đồng đô la ở Việt Nam, như tôi nói hôm tôi đi về quê đó, về ở vùng xa đó, ăn một tô hủ tiếu chay chỉ có 12.000. Các bạn thấy một đồng đô la ở Việt Nam hiện nay cái giá trị của nó rất là mạnh. Và cái ở Việt Nam tới nỗi người ta còn lưu hành được, anh cầm 5.000 đồng ra ngoài chợ anh còn mua được cây hành, còn mua được bó rau hay nãy kia, anh còn mua được mắm con tép một chút để anh ăn, đời sống nó còn rất là thấp. Nói về lạm phát, trong khi đó đời sống ở Mỹ anh chị các bạn thấy rất là chật vật, vô cùng chật vật đến nỗi mà người dân Mỹ hiện nay họ đang vất vả từng ngày và từng giờ. Các bạn biết nó vất vả kinh khủng, cái đồng đô la nó bị lạm phát cho nên khiến đời sống của dân Mỹ. Tôi mới nhận được cái báo cáo mới của cái bên mà lạm phát về bên mà bưu phẩm đó, năm 2019 này mọi thứ đều phải tăng lên tới nỗi mà 20%, tất cả những cái vấn đề mà hàng hóa vận chuyển, tôi phải nói là đó là do cái sự lạm phát kinh khủng lắm. Các bạn biết giá trị mà cái đời sống ở những cái đất nước như tư bản như Mỹ, nó hiện nay lạm phát rất là mạnh, lạm phát rất là lớn. Bây giờ tôi nói lại bình như này, ngay cái chuyện bây giờ tôi nói về về đất về nhà, ngày xưa ví dụ Lợi Binh về Việt Nam bao giờ Lợi Binh mới tính mua một căn nhà này bao nhiêu cây vàng, đúng không? Tôi cũng ghi cho vàng. Nhưng bây giờ nhé, Đúng rồi. nói với các bạn nhé, tất cả nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở Hà Nội, các bạn đi mua nhà đều là tiền Việt Nam hết, bao nhiêu tỷ tính đến tiền Việt Nam ấy, Đúng rồi. vì là cái đồng tiền Việt Nam nó rất ổn định và nó giữ giá. Lưu hành. Cho nên vừa nãy mình mới nói Dạ, lưu hành rất là cái tốt. chỉ số CPI đấy năm nay là Quốc hội đề ra là 4%, nhưng mà mình chỉ giá có 3,8% thôi. Đấy, như thế là Dạ. quá tốt đúng Tôi không? thấy cái đồng tiền mà Việt Nam hiện nay lưu hành cực kỳ tốt, cái người dân họ xài, bởi vì mình kiềm chế được cái đồng ngoại tệ mà khi họ tuồn vào Việt Nam mà để lưu hành đó, nó làm bất ổn cái đồng đồng tiền Việt đó. Mà nhà nước Việt Nam tôi thấy kiểm soát được rất là tốt, cho nên nó làm cái đồng tiền tệ của Việt Nam lưu hành, người dân đó, họ sử dụng trong cái đời sống hàng ngày đó. Tôi nói với anh bên chị các bạn, người ta có thể ra đó người ta mua gói xôi 5.000 người ta vẫn còn mua được, mà người ta còn sự thối nhau 2.000 3.000 và 1.000 vẫn còn lưu hành rất là tốt, cho nên cái nó làm cho cái kinh tế và cái xã hội đời sống của những người dân trung lưu đó nó rất là ổn định anh chị các bạn, nó không đến nỗi quá chật vật giống như cái người dân ở bên Mỹ. Khi mà mình so sánh về vấn đề kinh tế và đời sống người dân Việt Nam và đời sống người dân bên Mỹ đó, anh chị em thấy cái bên Mỹ người ta làm một tháng 5.000 3.000 nhưng mà họ chi phí rất là lớn, chi phí cực kỳ lớn đó. Nhiều khi Ở Việt Nam các lạm bạn phát nó tăng mạnh đó, làm ra mỗi tháng thoải mái. 1 triệu thôi là các bạn đã Tôi ở các bạn đã sống ổn định rồi. thấy ngay cả về tôi thấy một cái người đi bán cam vắt đó, một ngày họ nói tôi hỏi là họ kiếm khoảng từ 300 đến 500 ngàn nếu mà họ bán giỏi tùy theo mùa đấy. Các bạn thấy họ sống rất là dễ thoải mái, chứ ngồi đó vậy cam vắt để nguyên trái rồi họ vắt ra họ bán tại chỗ, mà họ sống tàn 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 tàn, họ sống rất là thoải mái. Muốn nhiều khi họ có công chuyện gì họ có thể cứ để chiếc xe đó rồi người nhà anh em bà con nhau phụ nhau bán, mà họ kiếm được cái đồng lợi nhuận rồi họ họ nhàn nhã vô cùng. Tôi nói ngay cả những cái người bán vé số vậy, hôm đi về về gặp anh Bằng rồi một số anh em ở thành phố Hồ Chí Minh đó, có một cái người bán vé số họ ông ta treo mấy cái cờ ở trên đầu rồi Việt Nam rồi, ông ta nói tôi wow, rất là ngạc nhiên. Rồi nói chuyện với ông anh ấy thấy người ta lạc quan vô cùng, đi bán vé số họ lạc quan mà sắm nhà sắm cửa ở quê nhà, gửi tiền về quê nhà để sắm nhà sắm cửa Mà luôn. rồi bảo ông Các bạn thấy xây được nhà bao nhiêu ở quê 90 triệu bao nhiêu ấy. Nhà. đấy anh chị em, các bạn thấy. Còn ở bên Mỹ làm, tôi nói cho các bạn, người ở bên Mỹ mà làm mà đời sống mà nó chật vật, nếu mà không làm không ra được cái đồng tiền đó,
là anh văng vô vách. Tôi nói văng vô vách gì là anh chỉ có đi ra đường, anh ra đường anh trùm mền anh ngủ Đó, thôi. Nó gọi là đời sống vô gia cư, cuộc sống vô gia cư ở Mỹ nó rất là lớn. Tại vì khi người ta mà bế tắc rồi đó, mặc dù nó có phúc lợi xã hội, cái phúc lợi xã hội đó nó chỉ cho anh ăn ở một cái mức để anh cầm hơi thôi, rồi là anh không đủ là anh chỉ đi ra ngoài anh chùm mền là anh sống đời vô gia cư. Cho nên nó rất là khốn đốn, chứ đừng nghĩ là tôi đi ra Mỹ, tôi ra hải ngoại rồi tôi giàu. Và nãy có người nói vấn đề mà một số à, xin chào. tại sao người Việt ngày hôm nay họ đi ra nước ngoài, cái đó là chuyện bình thường thôi, đó là chuyện bình thường thôi. Người ta trong nước ngày nay hôm nay người ta ăn nên làm ra, tôi nói giống như gia đình anh Bằng, anh ăn nên làm ra, anh có tiền nhiều rồi, phú quý thì sinh lễ nghĩa mà. Con người mình nó như vậy, họ đi mọi nơi họ làm những chuyện tốt, có người họ đi làm từ thiện, có người họ cho con họ đi ra nước ngoài để du học, để học hành, và họ có thể họ định cư đó vì quyền lợi của cá nhân. Và anh chị em nên nhớ là cái đó là cái chất xám, cái chất xám nó sẽ tuôn ngược trở về Việt Nam. Tại sao cái người Do Thái ngày xưa họ ở khắp thế giới mà khi họ xây dựng đất nước họ là chất xám của họ tuôn trở về cái người Do Thái, và người Trung Quốc cũng vậy, và người Philippines cũng vậy, và rất là nhiều quốc gia hay mà ngay cả thằng Mỹ cũng vậy, nó cũng tuôn chất xám nó ra khắp mọi nơi trên thế giới để đặng nó đem cái chất xám đó ngược trở về quốc gia của nó. Các bạn thấy không, cái đó là lên trên mạng thì nói vậy, ô tại sao người Việt Nam ngày hôm nay đi qua nước hải ngoại thế này kia, đó đó là chuyện bình thường. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn đi ra nước ngoài là nghĩ là nó là một cái thiên đường, là cái những cái thành phần đó nó là trên hết, là trung tâm của vũ trụ rồi. Nhưng bản chất tụi nó rất là lưu manh, nó không có hiểu được những cái tính mà cơ bản. Người ta đi ra nhưng người ta đem cái chất xám ngược trở về với quê hương, đó là khác. Các bạn thấy ngày hôm nay đất nước mình hàng trăm ngàn bà con kiều bào đang trở về với quê hương, đó là một cái chất xám. Những cái kiều hối đang tuồn về Việt Nam, đó là những cái chất xám. Và những cái doanh nhân doanh nghiệp, đó là những cái chất xám. Nếu ngày xưa Phạm Nhật Vượng không đi ra nước ngoài thì làm sao Phạm Nhật Vượng chở đem cái chất xám nó trở về Việt Nam và có những cái thành quả xây dựng đất nước như ngày hôm nay. Đó là cái hay của con người ngày hôm nay. Nếu mà người da trắng họ không đi ra khắp năm châu thì làm sao họ có nước, họ làm sao họ có cái nước Mỹ như ngày hôm nay, và họ làm sao có cái Úc châu như ngày hôm nay, và làm sao họ có được cái Canada như ngày hôm nay. Và họ ra đi để họ đi tìm những cái quyền lợi của họ. Và người dân Việt Nam của mình ngày hôm nay vậy, khi đất nước có những cái biến chuyển của thời kỳ nào đó thì người ta ra đi, người ta đi tìm, và ngày hôm nay đất nước ổn định cũng có những người ta ra đi là để họ mưu cầu, họ vấn thân và họ tiến thân trong cái những cái khoa học kỹ thuật cao hiện nay, và sẽ có một ngày họ sẽ đem cái chất xám nó trở về với quê hương, và hiện nay họ 15,9 đang làm. Natalie, anh 15,9 như anh đô chị la. như anh chị các bạn thấy, như giáo sư tiến sĩ Trần Khê, những người lão thành đó người ta ra đi năm xưa, bây giờ người ta cũng ông ấy cũng đem trở về cái chất xám đó để cống hiến cho tổ quốc, cho dân tộc, cho những cái thế hệ mai sau. Cũng như tiến sĩ Trần Danh Dưỡng vậy, là những người bạn trẻ, anh bạn này bỏ những cái tiền lương 200.000 đô la ở bên Mỹ để anh ta trở về với quê hương, cầm một cái giấy, cái resume, cái hồ sơ lý lịch đó, đi xin 5 triệu 10 triệu vẫn làm, mà người ta vẫn cống hiến được những cái thành quả xây dựng đất nước ngày hôm nay. Và cũng có những người bạn trẻ như các bạn coi trên mạng, một cái người phụ nữ trẻ bỏ những cái đầu tư dược sĩ ở những hải ngoại hàng tỷ đô la, ở hàng xin lỗi hàng hàng trăm ngàn đô la mỗi năm để trở về để phục vụ những người dân trong nước. Đó là những cái chất xám, chứ mình không thể nói được ô tại sao Việt Nam người dân bỏ nước ra đi. Ngày hôm nay người ta đi khắp mọi nơi hết, quyền lợi của mỗi người, bởi vì họ có cái Dạ, tôi nhu nói cái cầu này mình như tài chánh dồi dào. tức là cái hôm mà bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói nhà nước mình đang thay đổi một chính sách, tức là có một cái lợi cho ưu tiên cho những người Việt ở hải ngoại về Việt Nam đầu tư đấy. Đấy, anh bạn nói tuyệt vời. Ngày hôm nay những người hải ngoại về được mua căn hộ, giống như anh A Lành Phạm và người thân của anh A Lành Phạm, người em của anh ấy cũng về được mua căn hộ, được chính sách ưu đãi của nhà nước Việt Nam với niềm tin chiến lược, tạo cái cơ hội cho bà con kiều bào trở về với quê hương để cùng nhau phụng sự tổ quốc, xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn và thịnh vượng, chứ không phải giống như cái lũ chống cộng cực Đấy. đoan ô hợp như bọn bay ra được hải ngoại, đi bay đi làm như con chó vậy. Tụi bay Mỹ nó cấp đầu tụi bay nhưng còn hư con chó À, vậy, Lê mà Phạm vừa lên trên rồi này ra lúc mua nào một một cũng cái căn hộ ở Đà Nẵng có 1 tỷ 4 đúng không? đấy Hỏi cho thuê cũng đấy mấy triệu, tức là nãy ấy cũng đấy 10%. Ồ, như thế đấy, là anh bằng đấy không, tôi nói anh bằng thấy đó, bị bỏ ra 1 tỷ mấy, tôi nói 1 tỷ mấy thì tôi cho đây lấy con số chẵn 50.000 đô đi, 50.000 đô bây giờ anh bỏ trong ai ngân bảo hàng một Mỹ tay anh lời miếng đâu được kinh bao tế nhiêu. đâu, Việt Nam đâu mà phụ thuộc kiều hối.
kiều hối mỗi năm nhé mới có đạt được 15,9 tỷ đô la, nhưng mà cái kiều hối đó 70% người ta đưa vào sản xuất, đúng không? Sản xuất tức là người ta đầu tư và sản xuất người ta kiếm cái lãi ra. Chứ còn tất nhiên tôi nói với các bạn là kiều hối nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong một cái nền kinh tế của đất nước, nhưng bảo Việt Nam phụ thuộc vào kiều vào kiều hối như cái bạn vừa nãy mà bạn nói đó là điều không phải, đúng không? Không phải, đúng, anh Bảo nói đúng. Một năm nha, của Việt Nam là hơn 220 tỷ đô la. Thì 15,9 tỷ đô la thì thực tế so với GDP nó không là gì hết. Nhưng mà nó cũng có phần quan trọng. Tôi là người Việt Nam, tôi là người dân. Tôi nói là cái kiều hối nó có phần quan trọng thôi. Chứ bạn đã bảo nó phụ thuộc vào kiều hối là cái bạn sai hoàn toàn. Nó mình hả? Nói chung trong cái thương trường nó là chiến trường, kiều hối nó cũng là một cái phần trong một cái một cái chiến trường, một cái thương trường mà người mà nhà nước Việt Nam mình làm ăn, mình đối tác để mình tạo điều kiện cho bà con, tạo điều kiện xây dựng tổ quốc, xây dựng đất nước, kinh tế vững mạnh, thì cái kiều hối nó mới tuồn về. Tôi nói với anh không thể nào nói cái kiều hối là cái gì đó khủng khiếp lắm mà bà con mà những thành phần chống cộng nó đem ra nó làm cái bình phong, nó nói là kiều hối là không, nhà nước Việt Nam không có kiều hối, nhà nước Việt Nam chết, cái đó sai lầm. Nhà nước Việt Nam tạo cái niềm tin cho bà con kiều bào, người ta phải đầu tư. Với thứ hai là như thế này đấy, người ta phải đầu tư. Việt Nam có như đi ra người ta phải đầu tư, đi ra nhiều nước ngoài làm đấy, đấy là sự phần nhiều cái số tiền của những người đấy người ta gửi về đấy, đúng đúng, số tiền đúng. Của người Việt ở hải ngoại người ta về Việt Nam đầu tư, chứ còn bây giờ gửi về cho anh em bà con cái thứ tiêu xài bây giờ là rất ít đấy. Chứ đúng rồi, cái đó bây giờ ít rồi, bây giờ đâu ai cái thành quả nó đi gì cũng vậy, đừng có nghĩ một chiều nó kiều hối là gì, là nhà nước Việt Nam không có kiều hối là nhà nước Việt Nam chết, chưa chắc, cái đó là rất là sai lầm. Ai bảo nó xuất khẩu thương trường hiện nay xuất khẩu tôm thương trường là đứng đầu nhá, thương trường nó đều có một cái hai chiều. Kiều hối năm nay đạt bao nhiêu? 15,9 tỷ, 70% là người ta quay lại đầu tư, đúng không? Mà trong đó GDP mình coi như là bao nhiêu, hơn 220 tỷ đô la, thì bạn xem là cũng phụ thuộc kiều hối, phụ thuộc cái gì, đúng không? Mà cái kiều hối nói cái kiều hối đầu tư là nhiều. Người ta đầu tư, đúng rồi, người ta đầu tư vào những cái tiền mà những người mà họ đi ra nước ngoài họ lao động nữa, người ta đi lao động một số lượng hiện nay rất là lớn, đó là những một cái thành quả của cái niềm tin chiến lược trong cái kinh tế. Nói chung kinh tế là phải có cái sự hai chiều của nó. Cái kiều hối nó tuồn vào Việt Nam là bởi vì do cái nền kinh tế Việt Nam ngày càng ổn định và bà con người ta đi ra hải ngoại rồi người ta thấy vững vàng hơn, người ta gửi về, người ta đem tuồn cái kiều hối ngược về quê hương để người ta đầu tư, người ta làm ăn. Tại sao các bạn thấy ở quê hương những người có thân nhân bà con ở nước ngoài người ta làm ăn hiện nay rất là mạnh, người ta xây nhà xây cửa, người ta là tạo dựng lên những cơ sở. Cung cấp cho một cái số liệu của bên xuất khẩu cá tra vừa rồi nhá, đúng không? Năm vừa rồi xuất khẩu cá tra vào Mỹ có như là hiện nay là vượt qua Trung Quốc và cao hơn, tức là đạt riêng cái cá tra là đạt coi như là hơn 525 triệu đô la đấy, vượt qua Trung Quốc. Trung Quốc hơn 510 mấy triệu đô la thôi. Trả về đâu, trả về thế nào? Hiện nay bà con nuôi cá tra ở trong đồng bằng sông Cửu Long nhé đang lãi lớn đây này đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ngành cá ba sa Việt Nam hiện nay phải nói là rất là cá ba sa cộng đồng thế giới, họ cho nên phải cộng đồng đi, thế giới hiểu số liệu đi, họ đánh giá cao lên nói ào. Nhưng chúng tôi nói cộng đồng thế giới rất sự thật đấy. Vậy cộng đồng thế giới họ đánh giá rất là cao về vấn đề mà nông sản của Việt Nam hiện nay phải nói là chất lượng vượt qua Trung Quốc, vượt qua rất nhiều quốc gia. Hiện nay mình trong năm 2009 thì tôi thấy Việt Nam mình ký kết được những cái hiệp định mà gọi là hiệp định kinh tế mà gọi là tự do về mậu dịch lẫn nhau đó, rất là tốt. Trong năm 2009 này cái sự phát triển về bên ngành nông nghiệp Việt Nam mình sẽ vươn tới, tôi nói là tôi thấy rất là vượt bậc. Như trong 6 tháng năm 2018 thì tôi đã coi theo thống kê là người dân nuôi tôm xuất khẩu hiện nay á, nhà xuất khẩu đã trên 240 tỷ rồi. Cái thứ dân ở nuôi tôm nhé, tôi có người nhà ở nuôi vuông tôm ở dưới Cà Mau kìa, người ta đang phải phấn khởi cười như ấy này. Thì hiện nay những cái ngành nông sản của mình phải nói là mình xuất khẩu rất là nhiều, xuất khẩu rất là mạnh, xuất khẩu cực kỳ mạnh mà chất lượng nữa, chứ đừng có nói là đồ ăn Việt Nam là nhiễm độc nhé, các bạn sai lầm hoàn toàn.
đồ ăn Việt Nam hiện nay trên cái cộng đồng quốc tế là nông nông sản của Việt Nam là đạt chuẩn, cho nên mình mới vô được những cái hiệp ước, hiệp định thương mại của các cộng Ở đồng quốc trên năm tế 2019 vào này khó khó tính. mình coi như gia nhập cái CPTPP này là càng có một cái lợi thế nữa, đúng Đúng rồi, thì FTA, ngay tất cả nhiên hiệp định là sau FTA. cái lợi thế đấy mình phải có một cái thách thức đấy, tức là GDP của mình nó còn thấp nhất trong số 11 nước, cho nên là mình phải cố gắng rất nhiều đấy để mà coi như là mình hiện nay mình tham gia những cái hiệp ước mà nó sâu rộng như thế bắt buộc phải cắt giảm rất nhiều loại thuế, đúng không? Cho nên là mình cũng phải cố gắng lên rất nhiều những cái ngành mũi nhọn của mình, và những cái ngành mà mình dựa vào cái lợi thế đấy, nó ví dụ như ngành dài xảy ra ngành may mặc chẳng hạn, thì mình nói chung là khi mà tham gia hiệp ước này thì mình rất nhiều nhiều cái lợi thế, nói chung là nhà nước mình cũng tính toán rồi đấy. Thì đấy Đúng là một rồi. cái lợi thế mà cũng là cái thách thức bắt buộc đất nước hội nhập nó phải đi lên và phải hội nhập. Mình đi lên rất là rõ rệt, phải nói là Việt Nam mình hiện nay trong vấn đề phát triển về kinh tế mình đi lên rất là rõ rệt, mà cộng đồng quốc tế ngay cả những cái mà kinh tế gia của Mỹ nó còn gọi là nhận định analyze về cái thị trường của Việt Nam mình có những cái chiều hướng rất là tốt trong tương lai, ngay cả nó còn đánh giá Việt Nam trong tương lai sẽ là một con hổ mới của vùng châu Á. Với cái sự kiềm chế mà Mỹ Trung hiện nay thì Việt Nam cái cơ hội của Việt Nam mình rất là nhiều anh chị các bạn, rất là nhiều cái sự phát triển. Các như tôi đã chia sẻ ở hồi sớm đó, là ngay cả những cái công ty lớn của Mỹ và tụi tập đoàn châu Âu nó đang nhìn về cái thị trường Việt Nam. Thứ nhất là chính trị ổn định, kinh tế đang phát triển, về địa hình và địa lý Việt Nam mình hiện nay rất là tốt cho cái tụi mà nước ngoài nó vào nó đầu tư. Apple nó đã có những cái chiều hướng nó xoay trục sang Việt Nam, thì đây là tôi nói là cực kỳ hay, nó sẽ tạo nên những cái niềm tin chiến lược trong tương lai và đời sống của những người dân lao động ngày càng được ổn định nhiều hơn, kinh tế phát triển, dân giàu nước mạnh. Cái đó là chuyện tôi nói là Việt Nam sẽ thay đổi Hay mạnh cả tôi trong nói những lên năm với sắp tới. các bạn một cái chuyện nó rất đơn giản như cái chuyện bóng đá vừa rồi, đúng không? Thực tế nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà các bạn thấy không? Nó có một cái tác dụng, tức là nó quảng bá cho đất nước Việt Nam, nó quảng Đúng bá, đúng đúng. đúng không? Về du Nói về lịch tâm lý. để cho nhiều nước Dạ. người ta biết đến đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển Đúng. rất là vững mạnh, Đúng. đúng không? Để cho các nước người ta nhìn vào, bạn bè quốc tế người ta nhìn vào đất nước Việt Nam, cái vị Đúng. thế của Việt Nam trên trên cái trường quốc tế càng ngày nó càng cao lên. Đấy, về tất cả các mặt Đúng. chứ không Về phải là mặt đơn từ ngay giản cái là đẩy đất nước. về cả bên thể dục thể thao mình đã có những cái tầm chiến lược phát triển phải nói cực kỳ hay. Mình đi từ cái bóng đá của mình ở một cái bắt đầu và bây giờ mình đã vượt bậc và mình đã sánh vai với cái cộng đồng châu Á rồi, từ từng bước một mình có những cái chiều hướng phải nói rất là hay. Nếu mà cuộc bóng đá vừa rồi mình không bị cái cú phạt đền á, anh chị em các bạn biết theo cái cộng đồng mà quốc tế tụi nó, nếu mà mình không cái bị và cái cú phạt đền đó đó thì mình sẽ vươn lên còn xa chứ không phải là giỡn đâu. Cho nên mình bị thua cái cú phạt đền, cái đó người ta nói là mình Không, cái gì cũng thế, thực tế là mình cũng phải phải phát triển không vượt bậc đâu, nó phải từ từ đi lên, các bạn thấy không? nó phải từ Đi từ lên một thôi. cách bền vững. Đấy. Vì Rất kể là cả vững phát triển kinh vàng. tế cũng thế thôi, bạn không thể phát triển nóng được. Đấy. Thì các bạn Phải từ kể từ, mình đi cả chậm. bóng đá mình đi lên nhưng mà mình lên một cách bền vững. Đấy. Chứ không mình không thể, ví dụ đội Mỗi tuyển Việt bước Nam mặt. ấy, nó phải có cái nền sau đó lên dần dần. Kinh tế cũng vậy thôi. Nó phải đi lên. Đấy, mà đi lên một cách bền vững, ví dụ như mình bây giờ phát triển mỗi năm coi như là tốc độ phát triển 77,08% như năm 2018 vừa rồi là phát triển cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, đúng không? Thì người ta dự báo là trong những năm 2019 và những năm tiếp theo là cái tốc độ phát triển của Việt Nam còn sẽ trên 7% ấy. Đấy là trong dự báo của các chuyên gia kinh tế thế giới. Tuyệt vời, cái đó là rất là tuyệt vời. Tôi thấy rằng nhiều khi những người thành phần mà chống phá đất nước chỉ biết xuyên tạc, đưa ra những cái lập luận nó không có chứng cứ, đưa ra những cái chuyện gì vậy nó không có một cái thống kê nào hay một cái chứng cứ nào rõ ràng cái ngồi đó, rồi bảo rằng Việt Nam độc độc tài. Độc tài cái gì? Độc tài có những cái độc tài, nó độc tài làm sao? Hiện nay Việt Nam là một quốc gia một đảng chứ không phải là độc tài, chỉ một quốc gia một đảng thôi, một đảng trong đó là đại quần rất đại diện cho cả một cái 90 triệu, hơn 90 triệu dân lận, thì người dân người ta ủng hộ
thì làm sao mà nói là độc tài được, cái đó không phải độc tài. Độc đảng thì tôi đồng ý, độc đảng thì đâu có gì Ông sai, nó không có gì sai cả. Một độc đảng, một cái đảng người ta xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng, đâu có cái gì mà sai mà bây giờ đòi tôi cho nói là là mình độc này, tài. bây giờ ví dụ tôi là những người dân bình thường ở trong nước, không có đảng viên mà cũng chẳng phải tổ trưởng tổ chức phó dân phố gì cả, không có chức vụ gì, tôi thấy đảng làm được nhiều điều cho dân cho nước đúng không, làm cho đất Đúng. nước thống nhất là một này đúng không, như thế là người dân dân chúng tôi là ok, tôi sống trong một đất nước độc lập tự do, bây giờ làm kinh tế phát triển đất nước yên bình, như thế là Bấm. chúng tôi ủng hộ, mà nói chung là Đúng rồi. đúng không, chứ còn bây giờ ví dụ ông đã đảng, ví dụ như Venezuela kia cũng đã đảng đấy, Đấy, 16 đa đảng đảng tam quyền phân giờ nó lập. đánh nhau loại sừng hầu lên, Ukraine đấy cũng Đấy, vậy, rồi là tam Syria quyền đấy, phân đã lập. đảng đấy đúng không. Đấy, tam quyền phân lập. Nó ngay cả hàng Mỹ nó đem cái tam quyền phân lập đến cho Iran, Iraq, mình xin lỗi, cho Iraq, Afghanistan, rồi Libya, giờ làm sao tan nát hết trơn. Rồi những cái quốc gia họ đã có cái nền tảng tam quyền phân lập như là Ukraine, và như là anh chị các bạn thấy họ có cái nền tảng tam quyền phân lập của họ, bây giờ làm sao đất nước của họ cũng đi vào sự rối loạn, mà trong khi đó một đất nước độc đảng như Việt Bạn Nam cứ thấy là cái phát nước triển thằng từng Mỹ ngày bắt và đầu từng nó cứ giờ. dúng vào nước nào cái là nước đương nhiên nó bất ổn. Syria Đấy. là một, Ukraine là hai, Đấy. Malaysia là ba, Iraq đấy, ngày xưa giàu có như thế. Saddam Hussein cứ bảo là chế độ độc tài thế này thế khác, thì người dân thế này khác đấy, từ hồi mà coi như nó bảo là coi như là ông ấy là coi như là, chất độc hóa học này khác, mà cuối cùng không có đâu, không nó mang vào cái thứ là Đúng. đất đất như thế nào. Cho nên là Tan một nát số người mà hả? ở trong nước cứ bảo là coi như phải tin tưởng Mỹ với thế này khác, hợp tác đúng Mình không, cùng đôi bên đều có lợi, Mỹ có lợi, Việt Nam có lợi đấy. tiền chào cháo múc, tiền chúc cháo đông Vâng. thôi. Bánh đất đi qua bánh quy đi lại, không có gì phải Mỹ, Mỹ cái gì cũng Mỹ, Mỹ con không đi đâu phải đội thằng Mỹ trên đầu. Giống như sớm có một cái người vô đi đâu cũng cuồng Mỹ, tôi thấy rất là nhục nhã. Mỹ bây giờ tôi nói đời sống ngay cả hiện nay vấn đề chính trị của Mỹ nó cũng đã bất ổn rồi, kinh tế Mỹ cũng bất ổn rồi, đời sống người ta đã khó khăn rồi, mà trong khi đó tôi nói về vấn đề mà đa đảng, ô bên tôi xin lỗi các bạn, nói tôi nói vấn đề Libya, khi mà Mỹ đem cái vấn đề đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập đến cho giết ông đại tá Gaddafi đó, các bạn thấy hồi thời của ổng sống rất là yên bình, người dân được thừa hưởng gần như cái gì cũng do không hết, được được xăng dầu gần như là không, y tế bảo hiểm, và ổng xóa được mù chữ nữa, từ khi giết ông Gaddafi để đem tam quyền phân lập, bây giờ nước Libya người dân phải tuồn ra ngoài biển chết hàng triệu người, rồi ai cứu trôi trôi ngập ở ngoài biển hết. Cái đời sống của cái đất nước Libya ngày nào mà được với sự lãnh đạo của ông Gaddafi, người ta người dân sống rất là tốt và bình yên và ổn định. Dưới thời ông Saddam Hussein cũng vậy, mọi tôn giáo và mọi chi phái, mọi cái sắc tộc đều sống hòa đồng và không ai dám đụng tới ai đó. Khi Mỹ đem vô vấn đề đa nguyên đa đảng, cuối cùng sao, bây giờ cũng như dân giết ầm ầm nhau, ôm bom tự sát giết nhau tối ngày sáng đêm đi, mà trong khi đó Việt Nam một đảng người ta cũng vẫn bình yên. Nói về vấn đề một đảng, nói về độc tài, ông ngay Singapore nó cũng có tam quyền phân lập, mà trong khi đó Lý Văn Diệu cầm quyền 50 năm, chết Lý Hiển Long lên nắm quyền, rồi ai làm gì được đây, ai làm gì được đây, Đấy, bây giờ coi như ông đời sống đấy, người bây dân giờ ông Lý Hiển Long là con trai của ông nắm Lý quyền Long lên đấy, đất nước người ta vẫn đấy, còn có vẫn cũng phát triển, mà trước kia người ta độc vẫn phát đảng, triển thì thôi. bây giờ mới vừa rồi nhá, thì nói chung đất nước Singapore mới đa đảng, tôi nói với các bạn này, cái chính trị ấy, nó phải theo cái trình độ dân trí này, tình hình hoàn cảnh đất nước này đúng không, thì tôi tin rằng như này, ví dụ như Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng có cái sự đổi mới, thay đổi cái sự lãnh đạo. Bây giờ như sau này ví dụ đất nước Việt Nam nó phát triển đến một mức độ nào đó, còn cùng thời kỳ thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại thay đổi cái cách lãnh đạo của mình, thay đổi những chính sách đúng không, thì rất là hay. Tôi nói với lại các bạn, ví dụ như bây giờ mình lật lại lịch sử một tí đấy, nói về Đảng Cộng sản Việt Nam, ví dụ tại sao ở cái thời gian từ năm 1954 cho đến coi như là năm 1975 đúng không, Đảng với Cộng sản Việt Nam, tôi nói với các bạn chuyện này, tôi nói lại động chạm đến cái chuyện trước khi tôi nói là bây giờ tại sao lại phải thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại sao phải thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Việt Nam đúng không, thì ở cái ngầm vẫn là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhưng tại sao phải thành lập một cái Đảng Nhân dân Cách mạng ở trong này, đó là chiến thuật chiến lược đúng không của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó rất là hay chỗ đấy. Các bạn cứ đọc lại lịch sử xem, nhiều bạn cứ bảo ông bằng
nói là coi như là cái chuyện mà có Đảng Nhân dân Cách mạng rồi, hoặc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, hoặc Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Việt Nam không do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ở ngầm là do, tôi nói với các bạn, ngầm là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhưng mà ở trên bề mặt không phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đấy, chiến thuật chiến lược. Thế bây giờ mình phải nghĩ ra là Đảng mình rất là giỏi. Tôi nói với các bạn, người ta quá tính, giỏi, người ta tính được đường xa, đúng không? Bây giờ nhá, cái cuộc giải phóng nhá miền Nam, đúng không, là do nhân dân miền Nam đứng lên giải phóng miền Nam, Mặt trận Giải phóng miền Nam vậy, đúng không? Chứ không phải là có miền Bắc là một cái hậu phương lớn, tức là dạ chi viện sức lực sức của để giúp nhân dân miền Nam coi như giải phóng miền Nam, sau đó mới thống nhất đất nước nhá. Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, thế các bạn phải hiểu như thế. Chứ còn ví dụ một số ở đây nói chuyện riêng kia, một số bạn bảo là coi như ông bằng ông ấy coi như là nói là coi như là bảo là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hoặc Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam em không do Đảng Cộng sản Việt Nam, cái ngầm là do Đảng, cái chuyện ngầm thì mình không nói, đúng không? Đấy, mình cái ngầm mình không nói, nói đây qua đó mình các bạn mới thấy cái Đảng Cộng sản Việt Nam mình rất giỏi. Đấy, cho nên mình là người hiện nay mình bảo vệ chế độ là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Yeah, thì tôi phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam phải nói rất là hay, rất là giỏi dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Phải nói là kêu gọi người dân đứng lên và đồng một lòng với nhau, đồng một lòng với nhau cùng nhau mà gọi là thống nhất đất nước. Mà theo tôi thì lịch sử nó có mỗi một cái mốc giai đoạn thời gian của nó để rằng mà làm sao thống nhất được cái đất nước và xây dựng đất nước được ngày hôm nay. Tôi thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có hơn 20 năm mà mình đã có được một cái Việt Nam ngày hôm nay, phải nói rất là tuyệt vời. Người từ mọi tầng lớp, người dân trung lưu cho đến mọi mọi tầng lớp trong xã hội của con người Việt Nam hôm nay, ai cũng đo phấn đấu làm ăn để rằng mà vươn lên. Tôi thấy cái mô hình xã hội đi ra ngoài những cái chợ, đi ra ngoài những cái khu dân cư, họ họ sống rất là tốt, làm ăn và phấn đấu. Bây giờ tôi nói với Đại Bình là để vươn lên. Một đất nước yên bình thì người dân như chúng tôi mới yên tâm làm ăn, nhớ vạch định kế hoạch gia đình cho con cái thế này các. Chứ bây giờ một đất nước nó hỗn loạn, thỉnh thoảng nổ bom mình một cái, mình sống nó không yên ổn, mà mình hoạch định riêng gia đình mình thôi, cho cái con cái như thế nào thì cũng rất là khó, đúng không? Cho nên là sống một cái đất nước nó yên bình, nó, tôi nói với các bạn là giá trị lắm, nó tốt lắm. Dĩ nhiên là nó bao giờ nó không có gì quý hơn cái sự yên bình của một cái đất nước hiện nay. Anh chị các bạn thấy ngủ đêm ngủ người ta không phải lo sợ, còn ở cái những cái đất nước hiện nay nó đang rối loạn, người ta cứ bom đạn nổ, họ phải lo toan và phải chạy tránh đạn tránh bôm, nó rất là khốn khổ. Cho nên bây giờ các bạn ví dụ như là, bây giờ ví dụ như chúng tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh này, bây giờ 3-4 giờ sáng mẹ tôi đi từ dọc đi khắp thành phố cũng được, không có lo cái gì cả, không có lo gấp, không lo cái gì cả, đúng không? Nó yên bình đấy. Càng ngày mình... trước kia thì ví dụ một vài năm trước thì các bạn đi ví dụ nhiều khi là các bạn đi số vắng vẻ các bạn sợ thì nó có cướp cung tất cả thứ, đúng không? Nhưng bây giờ mà thành phố Hồ Chí Minh mới giảm rất là nhiều chuyện, 3-4 giờ sáng 2-3 giờ sáng 12 giờ đêm các bạn có việc các bạn đi đâu các bạn cũng yên tâm, các bạn chẳng sợ gì hết. Sống như thế các bạn thấy sướng không, sống thoải mái không, có yên bình Tết tung các tất cả thứ, không phải lo tịch tà rượu bia gì cả, mình phải lo chuẩn bị đi du lịch thêm. Đang tính đi, bây giờ mình phải đi du lịch ở điểm nào đi, đi nước ngoài hay là đi ở dọc nước đây, đúng không? Chào chị Lý Bạch Sầu, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Nói chung thì tôi thấy Việt Nam hiện nay phát triển rất là tốt, cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay mình không nhất thiết phải đa nguyên đa đảng. Đa nguyên đa đảng nó là những cái trò hề, nó chỉ là những cái sự bịp bợm thôi, trò hề của những mấy thằng mà tư bản, mấy thằng mà gọi là cái nhóm lợi ích của nó tranh giành những cái quyền lực với nhau thôi. Hiện nay ngay cả Mỹ cũng vậy, các bạn nhìn thấy đa nguyên đa đảng mô hình của nó, đời sống người dân cũng vẫn phải tất tần tật. Mặc dù các bạn thấy họ sống mở ra mở máy rồi lên, họ phải tôi có được cái nhà cái xe cái này nọ, nhưng mà đời sống nó rất là tất tần tật, rất là bận rộn và hối hả, và đủ thứ những cái vấn nạn trong xã hội nó xảy ra hết. Còn mấy ông ở ngồi trên chính phủ, trên ngồi ở chính phủ hiện nay cứ đấu đá nhau,
công ăn việc làm, người dân cũng bấp bênh và đời sống rất là vất vả anh chị và bạn. Đấy các tôi bạn thấy hôm đầu bạn ở quê hương của mình. Vâng, ví dụ như cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia chia năm bè 10 phái, 3-4 tổng thống, còn ngay ở cái chỗ mà ông Phan Kỳ Nhơn ở bên Cali ấy, các bạn thấy không? Đấy, nè. Người Việt Nam đấy. Bây giờ chống người là cũng có như là hàng mấy nơi bầu cử còn gian lận, đúng không? Tụi nó bây giờ mà Việt Nam phải tẩy chay nha các bạn, thấy như cái con nhỏ che nó phạ Nguyễn gì đó, nó cũng vô mà loạn trận, Mỹ nó cũng chửi như con chó, các bạn thấy trong cái quốc hội của địa phương của nó đó, nó cũng chửi như con chó, nó cũng đuổi, rồi cuối cùng rồi không được thì thôi, nó cũng đẩy ra ngoài đấy, rớt ra ngoài, bây giờ cũng cũng là một người dân bình thường, cũng phải đi lao động vất vả thôi. Đấy, cái con Trần Anh Nguyễn đấy cũng là ra Trần Đức Nguyễn. Trần Anh Nguyễn. Bây giờ có như họ lúc trước thì cũng to mồm lắm, lúc mà còn ngồi được cái ghế thì to mồm. Bây giờ đâu có trúng cử vào cái thượng nghị viện của tiêu rồi. Liên bang đâu, đúng không? Văng ra ngoài rồi. Bây giờ tiêu rồi, văng văng ra ngoài giờ ngồi đó. Các bạn biết mà Mỹ mà vấn đề chính trị xâm phạm tới cái quyền lợi của nó là nhiệm kỳ tới coi như là văng. Nó cái quyền lợi của mấy thằng da trắng mà. Chứ đâu phải giỡn đâu, nó đấu tranh với nhau, còn nó ngoài thì nó hứa, nó miệng không, mà trong khi đó tôi thấy là sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam, ngay cả những người dân mà trung lưu, những người dân khốn khổ, khi có những cái sự việc gì chính quyền địa phương người ta luôn luôn đi sát gần với dân, xuống thăm hỏi và giải quyết. Các bạn thấy những cái chuyện cả Thủ Thiêm như vườn rau ở Lộc Hưng vừa rồi cũng vậy, những cái biến động xảy ra trong cái tình hình đất nước, chính quyền từ trung ương địa phương người ta luôn luôn tìm đủ mọi cách để gần gũi với người dân để giải quyết. Còn các bạn ở Mỹ không có chuyện ở đâu, nhưng không có chuyện ở đâu, mấy cái chuyện mà lặt vặt dân tụi bay tự lo đấy, mà để làm sao cho nó hài hòa mà sống thôi. Còn mấy thằng mà ăn trên ngồi chấp ở Nhà Trắng thì nó vẫn sung sướng ăn ở nhà mát, ăn bát vàng vậy thôi, đời sống người dân vẫn tất tất tất. Còn nó đem cái đa nguyên đa đảng của Mỹ, nó là một cái hiệp Trung Quốc, nó hoàn toàn không thể nào một phù thuộc ở Việt Nam. Mà tôi không tôi bao giờ tin vào vấn đề mà đa nguyên đa đảng, nó chỉ là xảo trá bị bợm thôi, tranh giành quyền lực với nhau, nó đấu đá lẫn nhau, và nó cái quyền lợi của tụi nó là trên hết. Còn ở một cái quốc gia một đảng như lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy cái chính quyền địa phương và chính quyền trung ương luôn luôn gần gũi với người dân. Các bạn thấy hiện nay như một số hồi sớm này cũng nói vấn đề tham nhũng vậy, hiện nay đánh rất là tốt, ai ai sai tới đâu là xử tới đó, đúng xử tới đó, rất là hợp lòng dân, rất là tốt để bình ổn cái xã hội, phát triển đất nước, đâu có gì đâu. Tôi nói các bạn thấy, tôi thấy nó không có gì phải mà mình hoang mang vấn đề mà chính trị bất ổn ở Venezuela hay là Ukraine hay là những cái quốc gia Trung Đông vậy. Nó chỉ là những cái khó khăn của đất nước người ta thôi, nhưng mà cái tụi chống cộng phá hoại đất nước, nó dùng những cái mô hình đó nó tuyên truyền cho những người nhẹ dạ cả tin. Cho nên anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính, bất vụ lợi, chúng ta lên đây vì sự bình yên của đất nước, chúng ta phải vạch mặt tụi nó ra để cho những người khác, những người mà họ chưa có nắm bắt được những thông tin, để họ thấy rõ cái sự thật như thế nào. Như Lợi Minh đang ở nước ngoài, Lợi Minh thấy cái gì hay nó thực tế, Lợi Minh sẽ cùng anh chị em các bạn chúng ta chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của tụi nó, để vạch ra những cái âm mưu xảo trá thâm độc tụi nó, cái bè lũ mà chống phá đất nước nó len lỏi vào, nó dùng những cái chính sách tự do ngôn luận của Việt Nam mình, những chính sách mà dễ dãi của truyền thông Việt Nam mình để đặng mà nó đánh phá. Cho nên anh em chúng ta như tôi, anh Bằng, rất là nhiều anh em trong đây, mình có cơ hội mình lên trên cộng đồng mạng như Facebook như vậy, chúng ta tiếp tục đấu tranh, đấu tranh hàng ngày và hàng giờ, mọi lúc mọi nơi, và sẵn sàng đập tan những cái âm mưu, những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực bao que xỏ lá ô hợp những thành phần chống cộng cực đoan ngu xuẩn. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng, mình không có gì phải, mình phải cương quyết với bọn nó để bảo vệ sự bình yên của đất nước, để cùng nhau mà xây dựng một nước bây giờ tốt đẹp hơn. Anh em mình đấy, ví dụ là mình là người có hai quốc tịch, vừa là Việt kiều bên Mỹ, vừa có quốc tịch Việt Nam. Yeah. Không, ví dụ tôi là dân thường Việt Nam, ví dụ là cái những luận điệu xuyên tạc của chúng nó ở bên kia về, chẳng hạn chúng mình coi như bẻ gãy hết cái luận điệu xuyên tạc của nó. Đúng. Hoặc là cái trong những cái like của tôi, ví dụ như
có cái bọn chống cộng cực đoan và cái bọn dân chủ quậy và có phản đối đất nước gì cứ tôi mời lên chúng mình cùng tranh luận. Mình là người dân đều là máu đỏ cho nó nói đều là ấy cả, mình lên tranh luận ra một cái vấn đề chứ không lên đây là ví dụ không có chửi bới, không có chửi tục. Tôi là người có tuổi rồi, tôi cũng không ấy như thế. Mình diễn đàn dân chủ không có một cái vấn đề gì cả, không có bưng bít thông tin gì cả, cái gì mình nói nó đều có rõ ràng đâu qua đó. Nếu mà tụi nó xuyên tạc những cái chuyện của đất nước thì Lợi Minh, anh Bằng như anh chị các bạn, mình sẵn sàng đưa ra những cái chứng cứ. Cái, bây giờ ví dụ là mình nói rõ ràng. Chuyện về cao thượng Lộc Hưng thì mình cũng thấy là những cái tiêu cực của những cái cán bộ phường, cán bộ quận để cho người ta xây dựng nhà trái phép ở trên đất công chẳng hạn, đúng không? Thì mình cũng phản đối và mình cũng nói là cái chuyện này là không thể không làm được đấy. Đấy. Thì mình cũng phản đối những người đấy mà, chứ không phải đâu mình bưng biết đâu, đúng không? Đúng rồi. Nhưng người nào sai đến đâu thì sẽ rồi. Sẽ bị xử. Bây giờ là có cái bạn mà gì đấy, Thanh Bình Trinh, bạn muốn lên tham gia chương trình thì mình rồi rồi rồi. Ok, cảm ơn bạn, chào anh chị các bạn, bye. Okay. Rồi, xin chào Lợi Minh, chúc một buổi tối vui vẻ. Thanh Bình Trinh, mình cũng rất là muốn mời những bạn mới. Rồi đang thêm. Rồi, xin chào bạn, Rồi, chào anh. Được. Anh nghe gọi tôi nói không? Có tôi nghe. À, từ giờ nghe diễn đàn của anh cũng hay đó. Bây giờ này. Bạn đeo cái tai nghe vào. Không, tôi đừng mở loa, không có tai nghe. Không có tai nghe thì bây giờ bạn nói. Tôi nói. Để sao ạ? Tôi nói thì có cái tiếng. Này, cái đó thở máy. Nếu bạn có cái tai nghe thì nó tự ăn cái đó thoải mái, không sao hết. Rồi. Thế anh tự giờ diễn đàn anh nói là gì đó, mọi người cứ nói là bao que Việt Tân vân vân rồi đó đúng không? Không bây giờ này. Nghe khó chịu lắm. Ok, tôi mời bạn. Cái chiếc bọng nghe khó chịu. Là sao? Bây giờ bạn xuống lại đi. Sau đó bạn mời tôi mời bạn đi. Mình lên đây mình trao đổi. Không có tai nghe mới nghe được hả? Phải có tai nghe. Ủa mà cộng đồng mà sao lại có tai nghe mới khổ vậy? Bây giờ cái mạng của bạn bị thiếu. Đấy bạn thấy không? Ủa mạng phải mạng của tôi, mạng là mạng của quốc gia chứ không phải của tôi. Thì cái mạng nhà bạn đang yếu này. Ủa nhà tôi làm gì có mạng quốc gia. À, quốc gia. Nếu mà bạn muốn trao đổi, mình nhìn có mạng quốc gia sao nó mạng nhà của tôi đâu có mạng phần. Thôi bạn nói chứ bạn xuống, anh tôi mời bạn một lần nữa. Đấy, bạn Thanh Bình bệnh muốn lên đi. Không kệ, mình trao đổi hết mà. Bạn ok, tôi mời bạn lên. Nói mà, cái mạng Internet là bạn nói mạng quốc gia. Nhưng mà khi nó khỏe, khi nó yếu. Lisa Phạm có lên trao đổi không? Không vấn đề gì cả. Nếu bạn Thanh Bình bạn muốn lên thì bạn ok, mà không thì lại xem nếu tiếng nó không vọng thì ok. Xem bạn nào muốn lên là sư phạm ở đây này. Cái không có vấn đề gì cả.
Đấy, ví dụ mình mời lên mà đây đấy, những ông mà coi như là phản đối đất nước đây, dân chủ đây, các ông lại chỉ được như thế này thôi. Rồi mọi việc không có camera em ai sẽ bảo em tham gia xem ai bảo lại. À, nếu nếu chưa ai lên thì là Minh lên tiếp. Xin chào anh bạn Đúng các bạn trong diễn đàn để không mất thời gian. Ai lên rồi. thì cứ bấm cho anh bằng là Minh sẽ xuống nha. Thì nói chung chia sẻ trên cái cộng đồng mạng này, anh em chúng ta góp một tiếng nói để làm sao mình chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ sự bình yên của đất nước. Là Minh phải nói là về với quê hương, không có nơi nào bằng quê hương của mình đâu anh chị và các bạn. Với kinh nghiệm sống của tôi hơn 30 năm trên đất Mỹ, tôi nói anh chị Này các xin bạn phép một điều, không có camera, em phải quay không có trở. nơi nào bằng ở quê hương của mình hết. Dù các bạn có ra hải ngoại, có bỏ hết tài sản, bỏ của giờ qua Mỹ, tôi nói cày, tía má nhìn không ra, cày, làm tất tần tật, làm đầu tắt mặt tối, cắm đầu cắm cổ làm. Trong khi đó Việt Nam đất nước đang phát triển và đổi mới từng ngày và từng giờ. Tôi nhìn thấy, tôi về Việt Nam, tôi sống hơn mười mấy năm nay, và tôi là một người Việt hồi Rồi, hương. nay xin phạm có camera đấy. Nếu mà em muốn Camera lên thì ok, ok. không được rồi thì là mình cứ nói đi. Nếu mà ai lên thì là mình sẽ xuống, cho nên tôi nói chúng ta ủng hộ cái công cuộc xây dựng phát triển của đất nước và sẵn sàng đập tan những cái âm mưu, những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Lợi Minh và anh chị các bạn ngày hôm nay có được cuộc sống ngày hôm nay là biết bao nhiêu người đã hy sinh, đã nằm xuống cho chúng ta có được một cái sự đất, một đất nước bình yên thịnh vượng như ngày hôm nay. Tôi hỏi anh chị và bạn, có một đất nước nào xây dựng đất nước từ một cái đống gạch vụn đổ nát, vừa phải bảo vệ, vừa phải còn phải giúp đỡ người anh em ở Campuchia nữa, rồi ngày hôm nay mới hơn mười mấy, 20 mấy năm thôi mà nhìn quê hương, hạ tầng cơ sở cho đến những vùng nông thôn ngày hôm nay nó được đô thị hóa. Mạng internet nó không phải là mạng của quốc gia, mạng quốc gia là của quốc Đấy gia nó chỉ có mạng của quốc gia, có nghĩa là chỉ có quốc gia xài thôi. Nhưng mạng internet thì anh mua cái mạng, tại vì anh bỏ tiền ra anh mua thì không phải là của quốc gia nữa. Cho nên tôi mua cái mạng này là cái mạng của tôi, tại vì tôi bỏ tiền ra tôi mua. Cái những người mà đầu tư rồi đó thì họ cũng đi mua những cái đường dây đó về để tải để cho mình xài, chứ không phải là mạng của quốc gia. ok, Cho nên một số bạn ở đây các bạn nói có mùi tanh tanh, kể cả tanh hẳn đi cũng được, tanh nào kệ đó kể mình mời hết miễn cả có miễn sao cảm thấy mà chịu không nổi thì cứ cầm microphone lên, lên đúng bằng cho tôi phản đối chứ đâu cái ngồi đó mà vậy thế này nọ, đúng nó rất là mệt, thét rất là mệt, thét mà tiếng chữ Việt Nam mà không có dấu lại khó nghe khó đọc, cứ cầm microphone lên phản đối. Tôi bằng một số anh chị các bạn ở đây sẽ sẵn sàng rồi. trả lời Mình và lên trực mình diện các trao bạn, đổi cho người dân trao mà, đổi thôi đúng không? đa Tôi chiều. tưởng bạn như thế, tôi phản biện lại. Có thế thôi. Nhá, chỉ Chứ vậy mình thôi, người dân các bạn thắng tôi chẳng được cái gì, mà tôi thắng bạn tôi chẳng được cái gì cả. chẳng được cái gì Mai thì cả cơm như người nào ăn, đúng không? đó. Tiền Nhưng thì mà anh ví em dụ thu như như à, mình tư tưởng của bạn như thế, các bạn sai thì tôi sẽ chỉnh để các bạn, để cho các đúng, bạn có một ý nghĩ nó đúng. nó Thế thôi. chuẩn chạc hơn, nó chuẩn chạc, giờ mình có một cái được cuộc sống nó đúng hơn, nó đi đúng mức, đúng đúng cái mức hiện Rồi xin tại chào. thôi. Có người lên anh bằng, có người muốn lên hả? Không không hiện nay Rồi chưa có người nào muốn lên, nếu mà ai muốn lên thì thì nói ok. chung thì Lợi Minh lên đây cũng vậy, một số chị các bạn đây thông cảm, Lợi Minh tạm thời sử dụng cái tài khoản này. Nếu một số anh chị các bạn mà Lợi Minh thấy có nhiều người rất là inbox ở cái Lợi Minh đó, cho nên Lợi Minh không trả lời được, các bạn thông cảm giùm nha, đừng có buồn nói sao Lợi Minh nó coi thường hay là này kia, Lợi Minh có gì không trả lời được. Cho nên là Lợi Minh tạm thời sử dụng cái tài khoản này trong cái trong lúc chờ đợi hàng Facebook nó trả lại cái sự tự do các bạn thấy ông cái hàng Facebook này nó cũng điểu lắm, thành ra nó cũng có lắp trò, thành ra theo tôi thấy thì cái Facebook này rất là tuyệt vời, là mỗi anh em chúng ta ở có cái điều kiện mình ở mỗi quốc gia hay mỗi mỗi vùng miền của đất nước mình cùng chung Rồi nhau Dương Nguyễn, không có vấn đề gì góp cả. phần cái Kể cả tiếng nói, con góp phần những cái tiếng nói của mình để mình bảo vệ cái sự bình yên của đất nước và chống lại những cái luận điệu xuyên tạc. Nói thì Lại Minh sẵn đây cũng mượn diễn đàn anh Bằng, Lại Minh rất là cảm ơn anh Bằng cũng như anh chị các bạn vừa rồi Lại Minh được về trong cái cuộc trò chuyện giao lưu và
vui chơi lẫn nhau, phải nói rất là hay, rất là tuyệt vời, và mong rằng cái cuộc giao lưu lần vừa rồi sẽ mãi mãi bền vững, và anh em sẽ cùng nhau góp phần chung một cái tiếng nói để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc. Phải nói Lợi Minh rất là vui trong cái chuyến đi vừa rồi, gặp được những anh em của nhóm D3Q cũng như một số anh em ngoài nhóm và rất nhiều người. Cái cuộc giao lưu phải nói rất rất là tuyệt vời, và rất tiếc là Lợi Minh không có đủ cái thời gian để đặng mà giao lưu hết với anh em ở miền Bắc hay là những cái miền Trung hay là những cái vùng khác, thì xin hẹn dịp khác, tại vì Lợi Minh đi Vâng. đi về về cũng rất nhiều, hè và Lợi Minh cũng sẽ Xin quay lại nữa rồi. Phải nói rất là tự hào là một người Việt Nam mình được sống ở cái quê hương, nhập được cái loại quốc tịch Việt Nam nữa, thì mình cảm thấy vô cùng hãnh diện, Lợi Minh thấy là như vậy. Thì Vâng, các bạn yên xin tâm một điều, Lợi Minh chỉ một số năm nữa thôi thì là Lợi Minh sẽ về để con cái lớn lên ổn định thì nghe. Lợi Minh sẽ về đất nước Việt Nam. Ừ. Nói chung thì bây giờ là mình là người Việt Nam, mình sống ở Việt Nam luôn rồi, nhưng mà tại vì mình được hai quốc tịch thì mình có cái điều kiện, bây giờ con cái mình nó đang học đại học năm thứ ba rồi, nó lớn lên thì mình sẽ giao cho nó cái sự nghiệp để nó phát triển, để nó phát huy cái truyền thống của nó, của cha anh nó, thì mình trở về với quê hương mình nghỉ hưu. Bây giờ mình cũng tự nghỉ hưu rồi, nói chung thì cứ từ tà vậy thôi, lên trên này cùng anh Bằng anh chị các bạn giao lưu và chống lại những cái luận điệu xuyên tạc. Việt Nam hiện nay phải nói là tuyệt vời, không có nơi nào bằng Việt Nam đâu. Rồi, Lợi Minh. Chào Rồi, Lợi Minh thì anh chào có anh anh Bằng. Trần Diệu, đi Rồi, 10 phút sau rồi, đó rồi, là rồi, rồi, lát rồi. rồi. Cảm ơn Lợi Minh. Chào, chào, rồi, rồi, chào. Mời anh Trần Siêu nhá. Lý Gia Phạm chuẩn bị coi như là gần 10 phút rồi, anh Trần Siêu cứ nói chuyện đi gần 10 phút. Rồi, xin chào anh Trần Siêu, xin chào À. Tổng thống Ngọc Lê. Xin Tổng chào thống đến Hoàng đây Viễn và xin đang chào tất ra cả anh ra em. lệnh làm sao mà ba que ba kia chạy hết rồi. Ừ. Nhà tôi chỉ ghét nhất những người uống rượu thôi, như là cái ông gì đây này, ông Thiên Tài Lê. Thiên Tài Lê này, ông uống rượu suốt ngày, nói chung nào thì uống rượu tôi phải ghét nhất những người đó, phản đối những người đó, bắt hết những người đó, tôi là tổng thống bắt hết ấy, ông uống Không, tôi nói anh Siêu rượu. này, đất nước Việt Nam yên bình, người dân sống thoải mái. Ví dụ anh Thiên Tài Lê chẳng hạn, anh ấy là sĩ quan hải quân, anh về hưu. Bây giờ anh có một cái cửa kính thị mini nho nhỏ, coi như là anh thích uống rượu nào, lúc nào uống rượu, mà rượu anh toàn rượu nọ rượu kia tất cả thứ, đúng không? Anh thích uống nào uống. Trong người dân Suốt Nam ngày cười thì say anh em mình cũng đây, cười tươi, thoải rượu mái thôi. đây, rượu đây anh Thiên Tài Lê. Ngày Chào đây mình đọc. này hôm nay thì diễn đàn của anh Bằng Nguyễn ấy thì tôi nên tôi xin góp ý một vấn đề như này này. Vừa rồi là tôi nghe thấy có vấn đề ở bên Venezuela đấy, là họ biểu tình, nhân dân họ kéo xuống biểu tình, bao que mừng lắm. Úi rồi ôi là Venezuela đang lật đổ cộng sản rồi, Việt Nam là sắp sửa là cũng như Venezuela rồi. Các bạn ấy mơ nó quá, một cái giấc mơ nó quá coi như là ấu trĩ. Việt Nam khác Venezuela, cái thứ nhất, cái thứ hai là các bạn cứ nhìn xem, hãy còn Venezuela còn đó, đang biểu tình đó, đang lật đổ chính quyền đấy, rồi sẽ nhìn thấy một Venezuela tan nát. Các bạn nên nhớ thế nhá. Tôi còn tôi đây và còn các bạn đây. Các bạn sẽ nhìn thấy Venezuela một đất nước sẽ tan nát không khác gì Libya và hoặc là như là Syria. Đấy, tôi nói các bạn là như thế nhá. Đừng có nói là Mỹ dúng tay vào. Nếu Mỹ dúng tay vào thì một Venezuela sẽ là một nước tan nát. Không phải như còn chính trị ở nước Việt Nam khác. Chính trị Khác ở nước quá, Việt tôi Nam là ổn định. nói Siêu, Nhân dân Việt Nam. tôi nói Siêu nhá. Bây giờ tôi vừa nãy tôi nói với tất cả của các bạn rồi, Venezuela là một đất nước tam quyền phân lập, đúng không? Đấy, Đâu. đa đảng đấy, 16 đảng, đúng không? Nhưng mà chỉ có tổng thống vừa rồi nó chỉ giống Việt Nam, có một cái đường hướng, tức là người ta theo đường hướng xã chủ nghĩa, cái ông tổng thống vừa rồi ấy. Đấy, nhưng mà ví dụ là ông không biết đường hướng như thế nào, nhưng mà cái cuộc sống của người dân là phải ổn định, đúng không? Mà phải phát Đâu. triển, phải ấm no hạnh phúc như người dân Việt Đúng. Nam này. Nhưng mà Đúng. đất nước Malaysia rồi là giá dầu mỏ là người ta xuống, người ta phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ, thành cùng làm cho những người dân người ta khổ, đúng không? Giá Đúng. cả bùn vụt, người dân coi như là quá nghèo đói, thì là một số người dân người ta mới gọi là người ta mới đứng lên, người ta chống lại.
chính quyền bây Đúng. Rồi, tôi với Ngọc Lai Nguyễn này, tôi và bạn còn sống ở đây. Không lâu đâu, không 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 lâu đâu. Nó chỉ vài ba tháng nữa đến 1 2 năm nữa là các bạn nhìn thấy một Venezuela đó rồi, các bạn thật sẽ thấy. Còn riêng đất nước Việt Nam thì không bao giờ có như Venezuela, tại vì nhân dân Việt Nam đang ủng hộ Đảng. 96 triệu dân trong nước thì phải nói là 99,99% là ủng hộ Đảng Cộng sản. Tôi nói cho các bạn biết là như thế. Và Đảng Cộng sản đang làm rất tốt, đất nước Việt Nam đang phát triển. Đấy, nhân dân ngày đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, một ngày được cải thiện. Xã hội phát triển nhìn theo từng ngày. Đấy, các bạn nên nhớ là như thế. Năm 2019 là một năm phát triển nhất trong 10 năm, nhưng khẳng định với các bạn rằng năm 2020 năm 2018 chứ là phát triển nhất trong 10 năm. Nhưng mà năm 2019 và năm 2020, đất nước Việt Nam sẽ phát triển hơn cái năm 2018 này. Người dân sẽ nhìn thấy cuộc sống người ta dần dần ấm no hạnh phúc, thì người ta sẽ ủng hộ cái chính sách của Đảng Cộng sản và cái đường hướng của Đảng Cộng sản và những quyết sách của Đảng Cộng sản. Đấy. Vì vậy, nếu Đảng Cộng sản được nhân dân Việt Nam ủng hộ thì Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi sẽ bền vững. Đấy, các bạn nên nhớ là như thế. Không bao giờ có cái chuyện như Venezuela và các bạn mơ tưởng. Các bạn hãy quên cái chuyện nằm mơ đi. Và tôi còn sống đây, các bạn còn sống đây sẽ nhìn thấy, các bạn sẽ nhìn thấy. Cũng như các bạn hô là Libya rồi Syria, một đất nước coi như là đa đảng đa nguyên tốt đẹp đấy. Các bạn nhìn thấy tốt đẹp chưa? Tốt đẹp là các bạn đã nhìn thấy rồi. Và còn một nước Venezuela này bây giờ mới có biểu tình mấy ngày hôm nay thôi, nhưng mà Bây quân giờ nhá, đội đang và xin sát lỗi, đang coi như là chấn vâng, áp. em xin lỗi anh, xin lỗi em trả lời bạn Ngọc Lai Nguyễn này, Venezuela sẽ đổi mới và tôi và bác Siêu hiện nay nhé, Venezuela đừng có cho Mỹ can thiệp vào, hai ông, một ông tổng thống đương chức và một ông tự tổng thống tự xưng, các ông phải ngồi lại với nhau vì quyền lợi của nhân dân, quyền lợi của đất nước, để ông đưa ra một cái đường Đúng. hướng chính xác cho đất nước thì là đất nước Venezuela sẽ thay đổi mới. Chứ còn bây giờ ví dụ Đúng. là các ông ấy cứ vì cái quyền lợi cá nhân, quyền lợi của cái một cái nhóm lợi ích của các ông ấy thì đất nước Venezuela cho Mỹ can thiệp vào, tất cả các nước can thiệp vào thì đất nước Venezuela sẽ tan nát thành mấy gói. Cuối cùng những Đúng. ai của người dân Venezuela khổ. Cho nên cái tổng Đúng. thống đương chức ấy, Họ. thì ông phải thay đổi cái nhận thức của ông Đúng. đi, đầu của ông đi, và cái ông tổng thống tự xưng tức là chủ tịch quốc hội ấy, tức là ông Cugado ấy, thì ông cũng phải thay đổi cái nhận thức của ông ấy. Ông đừng có phụ thuộc vào có vào Mỹ đấy nhá, nó phải như Việt Đúng. Nam, tức là cái nền kinh tế của các ông đấy là phải độc lập tự chủ và ông quan hệ với tất cả các nước, kể cả với Mỹ, mình cũng không đối đầu với Mỹ, Đúng. đúng không? Đúng. Chỉ khi nào Mỹ xâm lược đất nước Venezuela thì nhân dân Venezuela sẽ đánh đuổi Mỹ ra khỏi đất nước. Còn nếu mà Đúng. bình thường thì là mình vẫn quan hệ tốt, đúng không? Nam Mỹ gần Mỹ mà, đúng, mình quan hệ với Mỹ tốt, mình quan Không hệ với cứ gì cả. Mỹ. Không cứ gì Mỹ. Mà bây giờ bất kể một nước nào can thiệp vào Venezuela thì đất nước Venezuela sẽ có chiến tranh. Đấy, hãy khẳng định thế. Sẽ có chiến tranh, mà đã có chiến tranh thì một đất nước sẽ tan hoang. Mà tan hoang thì người dân khổ, không ai khổ cả. Làm Đấy, gì người nói cho ta các cũng bạn biết khổ, nha. người dân Các bạn nhìn khổ. thấy. Mà người dân Việt Nam thì không bao giờ muốn là như thế. Người dân Việt Nam sẽ lấy Venezuela làm coi như là cái để mà cần mình nhìn. Đấy, để nhìn Venezuela, xem Venezuela sẽ làm sao. Đấy, cho các bạn thấy. Nếu Đúng rồi. về cái chính phủ của đất nước đó, họ không ngồi lại đàm phán với nhau để đi đến một con đường để cho dân ổn định, trật tự ổn định kinh tế, ổn định Đúng về rồi. chính trị, thì đất nước đó sẽ tan hoang. Tôi khẳng định với các bạn là như thế. Sẽ tan hoang, lại tan hoang. Và tan hoang như thế thì người dân Việt Nam lại nhìn thấy một cái bài học xứng đáng. Đấy, nó rõ thế. Đấy, cho các bạn biết là như thế nha. Nói Chúng tôi chung còn đây, là các bạn còn bây đây. giờ này tất cả những cái nhà lãnh đạo của Venezuela, kể cả ông Hugo này và ông Maduro này, tức hai ông, Đúng. tức là ông tổng thống đương nhiệm, ông cũng bảo là ông sẽ đối thoại trực tiếp với lại cái ông tổng thống tự xưng để mà tức tìm ra một cái giải pháp nào đó, đừng để đất nước người ta tức là vào cái vấn đề xào xáo.
Nó mua xào xáo thì kinh tế làm sao phát triển được. Người dân đang khổ, bây giờ lại nội chiến nữa thì người dân càng khổ nữa, đúng không? Cuối cùng chỉ có người dân thôi. Cho nên là mình cũng là những người dân, đúng không? Thì là tôi thấy đất nước Venezuela rất là tươi đẹp. Vì tôi nói anh siêu vượt tất cả các bạn nhé, đất nước Venezuela sản sinh ra rất nhiều cái hoa hậu thế giới. Hiện nay đứng đầu thế giới bây giờ về cái hoa hậu ấy. Đấy, tôi thấy là những người đẹp Venezuela người ta cần phải được hưởng cái cuộc sống hạnh phúc và cuộc sống yên bình, đúng không? Cho nên là cái hai ông vì cái quyền lợi của những người dân, các ông hãy ngồi lại với nhau đấy để mà các ông tìm ra một cái giải pháp nào đó để cho dân người ta sống trong yên bình. Thế là cái những điều mong muốn của những người Việt Nam của chúng tôi ở xa cái ông ở bên những người dân Venezuela ở nửa vòng trái đất. Chứ còn bọn ba que nó lấy cái gương quen Venezuela để vào trong Việt Nam, chúng mày không có một cái nhận thức chính trị nào cả. Đúng. Đấy là cái nhận thức. Đấy là nhận thức của mấy ông làm neo, mấy ông coi như là sống hôm nát cầm cầu, các ông nhận thức như thế thôi. Còn tôi phải khẳng định với mọi người một câu rằng này này, đất nước nào cũng thế, người ta muốn cho nhân dân phải được ổn định và được cuộc sống ấm no. Có thể là cái chính sách của người ta đi sai, bị dân biểu tình. Nhưng mà phải khẳng định là nếu như người ta muốn giữ được một đất nước ổn định thì phải ngồi lại tất cả những đảng phái, người ta phải ngồi lại đàm phán với nhau làm sao đất nước, để đưa đất nước đi đến một cái thanh bình. Còn để cho nước ngoài nhảy vào, kiểu gì cũng sẽ có liệu nội chiến. Mà nội chiến thì dứt khoát nhân dân phải khổ, tự người dân giết nhau thôi. Đấy, nói rõ là như thế. Rồi các bạn còn, tôi còn các bạn đây, còn tôi sẽ nhìn thấy, rồi sẽ đánh giá rồi các bạn nhìn thấy ra, xem nó ra làm sao. Nhanh thôi mà, không đâu đâu. Ví dụ như cái bạn nào một... mang bạn bảo cá cuộc, đất nước Việt, Venezuela có thay đổi. Chứ bạn ấy muốn được ngay đất nước nội chiến à? Thay đổi cái kiểu nội chiến à? Không được. Đúng. Yeah. Đúng. Đúng là như thế. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy. Chúng tôi còn sống đây mà. Việt Nam thì không thể như thế được. Việt Nam lúc nào cũng phải ổn định về kinh chính trị và coi như là kinh tế phát triển. À. Rồi cảm ơn anh Trần Siêu. Nói xin phạm muốn lên thì mình muốn... Rồi thế thì anh xuống nhá. Để cho nó chọn lên. Rồi ok. Xin chào mọi người. Rất cảm ơn anh. Dạ. Rồi nói xin phạm em ok đi. Đây, ok rồi. Rồi, đang là mời Nasi. Hello, em rồi, chào anh, chào mọi người. Hôm nay em thức khuya dữ vậy, bây giờ là 11, gần 12 giờ ạ? Gần 12 giờ, thức gần 12 giờ được. Thức 12 giờ. Ok. À, em thấy trong nhà anh nhiều giặc quá ha. Mọi người nói là mặt giận lên quá trời luôn á. Việt Kiều yêu Thiên Di đâu rồi? Nathan Lê nè. Nathan Lê thì nhiều chuyện quá ha. Dụ dỗ gái cộng sản bị nó quay đít nó đập vô mặt biết bao nhiêu lần mà chưa biết quê ta. Anh chờ em tí em trả tiền cái cà phê này. Hôm nay chủ đề gì vậy anh? Chủ đề. Hey. Chủ đề. Thank you so much. Thank you so much for being our customer. Oh. Have a good one. Thanks. See you. Sorry anh. Rồi em xong rồi. Rồi chủ đề gì anh ạ? Chủ đề tức là chó vẫn cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi. Đấy, chủ đề rất là rộng. Chó sủa đoàn người vẫn cứ đi, không đi sao được trời. Mình có tài nè, lại mình lại có kinh tế nè, mình lại có tấm lòng nè, còn gì nữa đúng không? Các thế hệ Việt Nam như những bạn Đinh Hoàng Long nè, học đại học tiếp thu các cái kiến thức công nghệ mới nè, bao nhiêu là tài năng của đất nước, đúng chưa? Làm sao mà không đi được? Đi được là cái chắc, đúng không ạ? Còn chống cộng cực đoan á thì ủa sao hôm nay mày không đi biểu tình vậy? Chưa có tiền, tiền chưa về, đi không được. Bao giờ có tiền về mới đi biểu tình vậy đó. Ủa sao tao được có 5 đồng 5 bảng Anh vậy mà mày lại được tới 20 bảng Anh?
Trời ơi, giờ này mà còn đi ngồi đếm tiền lẻ thì không biết giờ nào mà đúng là chỉ uống nước cầm hơi để mà sủa thôi. Phải không Nathan Lê? Điều đó là điều tự hào của chúng cộng cực đoan đó. Phải không? Anh nhà anh bảo là em kể cái vụ mà chia tiền biểu tình. Cái vụ đó anh biết sao không? Nó dài lắm. Hôm qua em nghe tới 12 giờ đêm. Nó hay còn hơn những cái bộ phim mà em nói không có cái đạo diễn nào mà nó hay bằng cái đạo diễn của Dân Chủ Cuội Nó Tố Nhau. Tại vì đây nó là đã thật rồi mà nó diễn còn hay hơn là là đạo diễn. Tại vì đạo diễn nó là có nhiều thứ người trong phim ảnh đó người ta phải là gọi là hình tượng hóa nó lên nhưng mà nó không có đúng chất cho nên cái diễn viên nó có thể có lúc nó còn bị không được nhập tâm lắm đấy. Còn ở đây á là họ nhập tâm vô cùng vì vì nó rất là thật và nó cũng đụng ngay tới túi tiền của họ. Thì nói chung là tất cả mọi người là chung chung đầu vô để dập cái chị Uyên Thùy ở bên Thái Mới chạy sang Thái, mới chạy sang. mới chạy sang Thái. Thì ngay trước đây khoảng chừng em cho là khoảng 3 tuần đi. Nhà Daniel Nguyễn hay là cái gì đó. Ở trong nước là chị ta cũng lên đó. Cái vẻ mặt của chị ta là chị ta rất là hay đó nha. Cứ xỉa mặt vô, xỉa tay vô cái màn hình đó là tôi không có ai đấu tranh được như tôi. Và chúng tôi đấu tranh phải có tiền. Không có tiền tôi không đấu tranh đúng không? Và chị ta nói tôi rất là nhiều người liên lạc và cho chúng tôi tiền, tôi sắp nhận được 3.000 đây nè. Thì em không biết cái sắp nhận được 3.000 đó của chị đó đó đã nhận được chưa, tại vì theo như bây giờ thì mấy người này là đang cắt hết tất cả. Thì em không biết là Uyên Thùy chuẩn bị đây sắp tới có chuẩn bị liên lạc với em hay An Nhiên không, tại vì tụi em thì cũng nói chung là đủ ăn và cũng cũng có thể có tiền đó, cho nên là Uyên Thùy biết đâu lại liên lạc với tụi em sao nhỉ. Giờ chúng cộng cực đoan kêu bằng là tẩy chay hết rồi, bắt đầu họ mới lôi ra nào là gửi bao nhiêu nhận bao nhiêu, nào là người nào phải đi gánh bộ mâu lông mi giả phải cào cào móng mới kiếm được ra bằng đó. Nhưng mà họ cũng quên là còn còn phải đi ăn xin và đi xin đệm các cơ sở thương mại ở những cái khu Việt Nam á, xin đệm á, xin xin được 10.000 thì cho Dân Chủ Cuội 1.000 2.000 để đi mua giấy, mua viết, mua bánh mì, mua nước uống để đi biểu tình và cho những người đó người ta nuôi sống những gia đình đó. Rồi có một vài, nếu chúng ta nghe kỹ thì chúng ta cũng thấy là Dân Chủ Cuội sống bằng cái vật cái chuyện là ngụy tạo bằng chứng về cộng sản. Nếu như các anh chị nghe lại cái live đó nha thì chúng ta sẽ thấy có những cái bằng chứng của Dân Chủ Cuội như vậy á. Bà nên phạm phá tôi tại tôi thích thiên di bà. Bạn thích thì bạn cứ thích đi, bạn thích cho bạn vui thì cũng được, nhưng mà nói thiệt với bạn nha, thiên di á là một đóa hoa đẹp ở Việt Nam, dù đẹp hay xấu mà nhìn cái tư tưởng của bạn như vậy á, mình sợ rằng bạn không kiếm được ai đâu. Mình không có phá đâu, tại vì đôi khi mình muốn cho Nathan á tiết kiệm thời gian tí chứ cứ đi theo mà thiên di toàn cho ngửi khói không vậy thì cũng hơi bị phí thời gian đó Nathan ạ. Thôi em quay ngược trở lại cái vấn đề của Dân Chủ Cuội là họ tố nhau và dĩ nhiên là họ cũng có biết giấu giếm nhiều chi tiết, nhưng mà em thấy nếu chúng ta nghe kỹ thì bọn chúng có những cái được tài trợ những cái thứ tài liệu và dụng cụ để mà đi ngụy tạo bằng chứng và xuyên tạc để xuyên tạc đúng không các anh chị em ở trong đây phải không ạ? Tại vì em đang lái xe em cũng nhìn không có được mấy anh, có gì anh phụ em nha. Hôm hôm qua anh có nghe cái live của chị Hà My không ạ? Có, anh cũng nghe sơ qua. Dạ hay vô cùng luôn á,
hay quá, mà em ngủ tới tới 12 giờ mấy em mới đi ngủ được đó. Tại vì khi mình nghe là anh biết tại sao không? Thực ra chúng ta đâu có cần họ phải đấu tố nhau chúng ta mới biết. Anh có biết rằng bao nhiêu lâu nay chúng ta đều nói lên những chuyện này, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chính... Tôi hả? Yêu nước yêu non cái gì? Và chúng tôi nói chỉ vì mấy cái đồng bạc rẻ thôi. Bây giờ ví dụ... Chính... Dạ, anh nói đi. Rồi, mời em. Chính cái một cái người đó, em cũng không biết tên cái cô áo vàng đó. Cổ nói là... Mày đấu tranh cho gia đình mày, tao đấu tranh cho gia đình tao. Ai cũng đấu tranh cho người đó chứ không có ai đấu tranh cho cái đất nước này hết. Đó, các anh chị ạ. Bởi vì chúng ta cần phải giữ lại và lưu lại hết những cái phần này để mà sau này chúng ta mới có cái để mà đập vô cho họ. Nhưng mà chưa quan trọng bằng chúng ta giữ lại những bằng chứng này để đưa lên cho quốc tế, cho nước Mỹ, cho châu Âu, cho bất kỳ đất nước nào mà đang lên tiếng nói rằng Việt Nam còn chưa có dân chủ và chưa có tự do nhân quyền và bóp tiếng nói. Đây chính là bằng chứng rất là tuyệt vời và rất là hay để cho thế giới biết rằng chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam. Phải không ạ? Họ đấu nhau thôi. Rồi là kể cả con Châu Tâm ở bên Thái Lan, bây giờ con Nguyên Thủy bây giờ cũng mới chạy sang Thái Lan. Dạ. Chúng đó cũng đều một ruộng cả thôi đúng không? Và chị... vợ chồng nó chạy sang đó kiếm một cái vé để đi Mỹ rồi. Nhưng bây giờ dạ, cái chuyện mà nhập cư của Tổng thống Trump vào Mỹ rất là khó khăn. Cho nên là chúng nó kẹt ở Thái Lan. Và chúng nó kêu nào để chúng nó kiếm những đồng bằng để vừa thiệt ở ngoài thôi. Chúng nó yêu nước yêu non cái gì, yêu tranh cái gì. Trên thực tế đó anh, những cái loại dân chủ cuội đó em cũng theo quan điểm của em ấy, em cũng muốn tống xuất tụi nó đi, chứ em không muốn nó nằm ở trong đất nước Việt Nam đâu. Tại vì giống như là cái dòng nước nó đang trong á, nó đang chảy, nó đang tinh khiết, mà có những cái loại nó làm vẩn đục như thế này ấy, thì nó làm cho cái nguồn nước nó mất trong lành đi. Cho nên là tống xuất, nhưng mà chắc là em nghĩ là phải kiếm một cái sa mạc, một cái nơi nào đó, chứ đừng tống xuất họ đưa đi Mỹ, đưa đi Anh, đi Pháp, đi Mỹ gì hết. Vì gì những đất nước đó họ không có tội để mà chứa những cái loại này. Anh chị em nào đồng ý cho em trái tim? Tại bây giờ tự nhiên bắt em đi trả tiền học phí cho con nó, em đâu có chịu, đúng không anh? Những đất nước này không có tội, phải dân chủ của á chỉ có thể ở được những nơi mà sa mạc hẻo lánh, những nơi nào mà không có người khác ở được. Dồn hết vô, tống hết vô, em chả cần phải quan tâm đến vấn đề nhân đạo gì hết. Tại vì chính những việc họ làm đó, có nhân đạo đâu, họ ở đâu, họ làm thúi nát, họ làm hôi thúi cái môi trường ở đó ra, làm sao mà nó tốt được. Ví dụ nha, chính họ cũng tố cáo rằng nếu như á, những người nào mà sang Thái đó là phải có tới cái giấy xin tị nạn thì mới không bị trục xuất, đúng không anh? Vậy bây giờ chúng ta, nếu như chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể đưa ra những bằng chứng này cho chính phủ Thái Lan nè, để xem những dạng này nó có xứng đáng để được gọi là tị nạn hay không. Nhưng mà với quan điểm của em là trong đất nước Việt Nam không, chúng ta không cần phải đào tạo và không cần giữ gìn những loại này, trong đó có cả những ông cha nhà thờ nữa nha anh ạ. Cứ đứng lên để nói xấu đảng và nhà nước đều là do bên đây họ bơm tiền hết. Và những người ở bên đây bơm tiền, khi thấy bên Việt Nam á, dân chủ cuội cầm tiền đó đi ăn chơi hoặc đi làm này làm kia mà không đấu tranh cho ở bên đây á, thì bên đây cũng sốt ruột và chửi. Anh có nghe những cái clip đó không? Anh cũng nghe sơ sơ. Dạ. Vậy đó anh. Cho em nói một phần nữa trong cái dân chủ cuội này nó còn thêm một phần nữa, nó đã có tiền nhưng nó lại có cả tình nữa anh, tức là họ trao đổi vợ chồng với nhau. Có một anh á thì từng ăn ở với chị Uyên Thùy mấy tháng đó, thì cũng lên live đó,
gọi chị Uyên Thùy là con chó Sà Mâu. Em không biết cái con chó Sà Mâu là nó bị như thế nào, nhưng mà con chó nó sợ lắm, con chó Sà Mâu chứ con chó nó ghẻ là ác nào. Ờ bị ghẻ hả? Ờ ok. Cái con chó Sà Mâu. Dạ dạ. Thì họ thì mình còn thấy thêm nữa là họ họ vào đây để có cái tứ khoái. Đúng không anh? Có tình tiền, có sung sướng và những cái giao tiếp trao đổi về những cái vấn đề này. Dạ. Đấy là cái nhìn nhận của riêng em. Còn không biết các anh các chị khác nhìn thì thế nào. Trong khi chửi nhau thì bắt đầu là anh ấy chồng mày mấy tháng, anh ấy chồng tao mấy tháng, sao sao em nghe thấy sợ quá. Đòi về làm đa đạn lại luôn. Ông đòi về làm cái người đấy về đòi làm lãnh đạo nhân dân. Dạ dạ, sợ quá. Em muốn nói thì cũng có thể nói rất nhiều, nhưng mà thực ra có quá nhiều điều để nói khiến cho em bị cạn lời. Anh hiểu không? Nói chung là nó quá nhiều. Dạ. Ví dụ như bọn anh ở trong nước ấy, bọn anh coi chúng nó như là cái lũ cặn bã của xã hội, đúng không? Bọn cặn bã thì nói chung đào thải, nó đi đào thải, chúng nó muốn đi đâu đi, gọi là đừng sống trong đất nước Việt Nam. Đó là cái dơm cái rác sống trong bẩn xã hội ra. Thì thế em mới nói nó làm cho cái nguồn nước nó ô nhiễm đi. Và những lời nói hay là những cái hành động của tụi nó đó chỉ lấm la lấm lét xem hôm nay được bao nhiêu tiền, mày bao nhiêu, tao bao nhiêu, rồi bắt đầu mới cung cấp những cái bằng chứng ngụy tạo đó cho những kẻ bên này như Benny Trương và Tân Thái, một ngày 8, 9, 10 tiếng lên live đưa ra những hình ảnh và những video đó, nhưng mà toàn là dựng lên anh ạ. Vâng, toàn là dựng lên để tạo ra, thì bắt đầu xong rồi mới xưng công xưng tội với nhau. Thì tụi nó hoạt động như vậy, em thấy là tụi nó cũng có một đường dây đó anh, tức là đường dây ở bên đây đi ăn xin ăn cướp tiền của những cái cơ sở thương mại ở bên đây, rồi bắt đầu mới gửi về để cho những người đó không làm gì hết mà chỉ lo đi tạo ra những tấm hình rồi làm này làm nọ. Giống như mình nghe như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là Việt Khang á, thực là những hình ảnh đó chúng ta tưởng đâu là cao quý, không phải chúng ta, người Việt Nam chúng ta biết hết, nhưng mà đối với chống cộng cộng cực đoan hay đối với những người đang đối lập với Việt Nam á, thì nghĩ đó là những tấm gương cao quý, đúng không anh? Đúng không anh? Nhưng mà khi mà nghe ra hay nhìn ra thì chỉ thấy là tiền và tình thôi. Cái vấn đề anh nói với em này, đấy là chúng nó ở bên kia chúng nó chỉ lợi dụng thôi. Đấy bây giờ Việt Khang thì em thấy ông sang bên kia chỉ đi, không còn mà ai nhắc tới nó nữa. Và có như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cũng vậy thôi. Rồi là cũng dạ, dạ. Từ đó đều bị ba bề bốn bên đánh phá, nhưng mà mình nhìn ra cái bản chất của tụi nó thì em rất mừng là anh em chúng ta đã đi đúng hướng, đã không phải đi đúng hướng mà đã chỉ ra đúng những điều này, chúng ta đã chỉ ra từ trước đây rất nhiều, và bây giờ đến chỉ đợi đến khi bọn chúng giống như là bọn chúng làm nốt cái bề mặt nữa là xong trong những cái live mà chúng đấu tố nhau. Còn kể cả như Jenny Trần ở bên Đức Áo, nước Na Uy đồ gì đó cũng lên live và kiện ông nào đó cùng trong bè trong nhóm là khủng bố tình dục hay là cái gì đó. Đó cứ chỉ có tình tiền ở trong cái dân chủ cuội cộng với chống cộng cực đoan thôi ạ. Nên là em cũng gọi là mèo ngà mả ca đồng. Dạ, đúng anh. Câu đó chính xác. Dạ. Bây giờ em mới đọc một tí comment coi. Tóm lại đám ô hợp nhá. Ô hợp giờ bận lắm bạn ơi. Kinh khủng lắm. Đổi tiền, đổi sex.
chứ chống cái gì. Thì chưa gửi tiền thì đâu có đi biểu tình được. À rồi cả cái chúng nó cũng đưa lên cả những cái là ngày 10 tháng 6, ngày 9 tháng 6 là chúng nó thề với nhau. Xong rồi ngày 10 tháng 6 là chúng đi biểu tình, anh biết không? Các vùng miền đưa hết lên à. Hai chị Chi Võ, yêu chị Chi Võ quá à. Hồi tối em thức khuya với chị quá trời luôn á. Mà em cười đau hết cái miệng luôn. Nó hay gì đâu á. Chị nè. À quên nữa, cho em xin cho em nói với các anh chị em mà hay bị mất nick á. Em Thiên Di nữa cũng vậy ạ. À. Nếu mà muốn cái nick chính của mình không muốn bị mất á thì khi mà mình đi đấu cái gì á mình đừng dùng nó. Tại vì nếu mà mình dùng nó là mình không giữ được đâu. Phải không? À, để nhiều khi mọi người cứ phải lấy đến 5 6 7 10 cái khiến cho anh chị em nhầm lẫn. Ví dụ như Thiên Di đổi nhiều đó. Đến hồi có mấy bạn cùng vô hỏi Nancy là đâu là Thiên Di, tại vì không có muốn kết bạn với người tuổi kia đó, như Thiên Di. Cho nên là mấy anh em đừng có dùng nick của mình để bị mất. Dạ, cảm ơn Dương Vi. Anh có chắc là cũng khuya, với lại em cũng xin nói mấy vậy cái thôi. Em lái xe em cũng ít có tập trung được nhiều đó. Anh rồi. Có thể mời mời bạn khác một tí nha. Rồi ok, bây giờ gần 12 giờ rồi. Anh dạ, em về em good night gì ta? Anh rất cảm ơn em, chúc em một ngày. Dạ. Dạ anh. Rồi. Bye anh ạ. Rồi xin chào tất cả các bạn. Vâng, bây giờ gần 12 giờ rồi. Chúc tất cả các bạn một đêm ngon giấc và một chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc vui vẻ. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn nhá.